Em không bấm. Trời đất, cái gì vậy? Khó hiểu quá vậy. Em là Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi. Hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Cảnh? Dạ, em làm bên ngành khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhưng em làm gì? Là em giám sát bên bộ phận buông phòng. À, giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi, cũng làm sếp luôn chứ bộ. Rồi, mời bạn gái của chúng ta. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp. Năm nay mình 26 tuổi, hiện đang là giáo viên làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Dạ, con ở huyện Ba Tri á chú. Huyện Ba Tri? Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, trước tiên em nói khuyết điểm trước. Dễ cảm xúc và không biết uống rượu. Vì... tốt rồi đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt, nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Nhiều khi mình phải giao tiếp, giao lưu thì biết một chút xíu thì sẽ thì tốt hơn. Chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán? Vâng, và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi, mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là thường đó là biết không, lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính. Tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á. Cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình. Nên là cũng nhiều khi hơi thiệt thòi nhẹ. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Rồi, nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm. Nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục. Cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Tao bên đây tao làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Yêu lâu vậy mình chia tay vậy? Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là đã tuyệt vời. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì thì suy nghĩ của em cũng chưa ổn định. Chưa ổn định. À thì cũng là một. Rồi bạn đó giờ còn Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. À, có người mới rồi, thôi bỏ qua luôn ha. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau? Wow. Như vậy là có nhiều cái vốn sống lắm đây. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bà làm gì đâu. Hôm nay thì em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh làm bên quân đội. Nhưng mà chỉ kéo dài khoảng 1 năm rưỡi hơn thôi ạ. Dạ. Xong rồi anh cũng bị đi học quân y cho thành phố á. Dạ, nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó. Em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ, nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ, nó đã gãy gánh từ đó. Một cái mối tình kế tiếp của mình thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ, em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Cao 1m7 trở lên xíu. Chào nhà trai. Kém 1m7 rồi. Chào chị Ngọc Lan. Được 1m7 không? Kém thôi. Kém hả? Đi xuống được. Không sao, mang dài vô. Em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. Dạ. Với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý. Tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá. Nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ. Nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng. Chị nghĩ bạn này có 7 năm thì em sống ở nước ngoài. Sống với rất là nhiều người. Chị sống rất nhiều người. Không, ý là sống với nhiều khai rồi nha. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội. Nhiều người chứ phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó người ta chưa sống dài hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, một tập thể sao. Thôi, nó nhạy cảm, nó khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hửi mà hiểu. Hửi là... hửi là sao? Nhiều người hửi xong rồi hiểu. Ai hửi ai? Được chưa? Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thứ nhất của em là đạo đức. Đạo đức? Chỉ cần một cô gái lương thiện, biết trung thủy, như vậy là em đủ. Vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Quá đơn giản, ai cũng trung thủy, vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không trung thủy thôi.
Nhà gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị. Chị ruột ha? Dạ chị ruột ạ. Để thấy chị dễ thương không? Dạ xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Dạ xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào chị. Chào anh chị Vinh Bển và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diễm. À, giờ chị thấy em rể tương lai này thấy được không? Vì cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ, cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được rất là tốt và. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái em hài lòng là được. Cảm ơn chị. Trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em ạ. Trước tiên thì em xin chào MC Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan ạ. Và gia đình bạn gái chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á. Tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng. Nên thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời. Tại vì anh rất là người rất là tâm lý. Anh rất là biết chiều bạn gái, rất là ga lăng. Anh là một người rất là thương gia đình. Với bố mẹ, ông bà, với em gái cũng vậy. Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình. Nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai, nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Chào em. Dạ, em cho anh ạ. Wow. Đặc sắc rồi. Dạ, hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ. Trong đây là em tặng anh cuốn sách. Và cuốn sách có tựa đề là Mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Thật là trùng hợp anh cũng có cuốn sách cho em. Cuốn sách của anh là Tin bình yên trong gia đình. Sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt. Dạ rồi. Anh cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn ạ. Nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy em đi ha. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ, em cảm ơn ạ. Nhẹ nhàng. Dạ. Còn về anh thì em thấy thế nào? Dạ, khá là vui vẻ nè. Như là chị đã chia sẻ, anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh. Cảm ơn. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui. Gặp em là vui rồi, có duyên thôi. Cũng là duyên ha, là món quà mà chúng ta chọn đều là sách nha. Nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh. Hai bạn tính hẹn hò sao? Bạn thân anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi được. Vì anh cũng không có vướng bận gì. Cũng có thể về Bình Tế hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể xuống gặp em được bao nhiêu lần? Tháng tuần thì anh cũng có một tuần anh được làm được nghỉ 2 ngày. Yeah. Ừ, nếu mà có cơ hội thì xin thêm 3 ngày thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Yeah. Ừ, do phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi. Anh cũng là lập nghiệp ở thành phố luôn hả anh? À đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Sinh sống và ở đây luôn? Chắc chắn rồi. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Về miền Bến Tre đi, em đẹp lắm. Vâng, em đã từng về đó. À, từng về hả? À. Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không? Em muốn về luôn được không? Hỏi bên kia. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia hỏi đâu tôi có đi được. Về liền luôn à. Rồi em có thể mời anh về Đình Ché nhỉ? Dạ, nếu được thì về cùng em. Chị gái cho em cho phép em về không? Bạn gái, ví dụ như bây giờ mình đặt ra trường hợp đi. Tụi mình đến với nhau thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không? Và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ, cho con này kia không? Em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi? Nói cho bạn gái biết đi. Thì em cũng có tích cọp từ một phần nào đó, em mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Chúc mừng em, có đất là có nhà. Mua nhà có thì mua đất trước đi cho nó khỏe. Giờ có vợ thôi xây nhà luôn. Ổn chưa? Còn chuyện còn lại của em, tiến tới. Đấy, tiến tới nói chuyện với cô gái đó. Nắm tay cô gái nói. Chắc phải anh nắm tay em để cảm nhận được không? À, dạ được.
hai tay, bắt không phải bắt tay lắm, hai tay. Rồi hát cho cái nghe bài đi rồi nói chuyện tiếp. À hát ở thì những chương trình đấy thì em xin hát tặng bạn gái, hát người tình mùa đông. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mai vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Hay. Trời ơi, hát vậy mà kêu hát không hay. Hay mà. Cô giáo ơi, mình đã hát lại một bài với nhà trai. À dạ, thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. Dạ. Thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì neon. Đúng đây. Dạ. Hai đứa nhìn thẳng mắt nhau, em thấy người đối diện thế nào, em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi. Lúc đầu cái dự định của em là không có quen bạn xa. Dạ. Nhưng mà khi mà thấy anh chia sẻ là có thể sắp xếp được công việc xuống thăm em thường xuyên, đặc biệt là biết lo lắng về chăm sóc gia đình, thì em cảm nhận thì mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau ạ. Như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời. Thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha. À, dạ. Mời hai bạn về chỗ. Các bạn đã nói tất cả những gì mà còn suy nghĩ rồi. Bây giờ mình phải quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích. Còn nếu chúng ta thấy không thích, không cần bấm. Chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha. Nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em không bấm. Ba. Trời đất. Cái gì vậy? Khó hiểu quá vậy. Tại sao vậy em trai? Trước tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây. Sau đó thì anh cũng rất xin lỗi tới em. Sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau, có thời gian tìm hiểu gì đó. Nhưng mà thì với cái chuyện tình cảm nó cả đời, nên cho anh chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn. Thì mình có thể liên lạc với nhau, anh chị nên có thể trò chuyện. Em không bấm nút và lấy gì người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta? Thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước. Tôi là đàn ông, tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa. Bấm nút, nếu mà em không thể mang đến cho bạn hạnh phúc cả đời thì thực ra là em làm giáng dở bạn, thì mong em hiểu. Không, nhưng đúng mà lắm. Chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu thôi thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Chàng trai suy nghĩ là đúng, chàng trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người mà ta bạn tưởng... nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng thì tưởng đâu là bạn sẽ bấm, nhưng cuối cùng anh quay xe đó. Đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để ta thương làm người ta tổn thương. Thôi, chuyện nó dĩ lỡ rồi. Xin chị người ta lum la. Chuyện dĩ lỡ rồi. Thì bây giờ cái cảm xúc em cũng thực ra là chưa toàn vẹn lắm. Thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thực ra là em cảm thấy có lỗi về bạn.
Đúng. Rồi em thôi chị cho em một lời khuyên nè. Ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào, hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó, em cảm thấy là chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta, thì em hãy nói với người ta rằng là ừ anh muốn tìm hiểu em. Chứ còn nếu mà em chưa muốn, em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên không nên nói với người ta quá nhiều. Vậy thôi nha. Mình bật đèn đỏ luôn. Đúng. Mình nói là thôi anh cảm thấy cái người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ người ta có té tội nghiệp người ta vậy. Mày thôi. Mày phạt chết em ơi. Men liên quan gì tới trách nhiệm? Tức là đàn ông men là người ta phải có trách nhiệm gia đình. Chị đẹp thiệt luôn á, chị đẹp thôi. Chị biết mà. Em không có nghe bằng chị đâu, đừng có giỡn. Bỏ tập ngay nha. Làm khó quá đúng không? Yên tâm, có anh liên quan coi bên đàn gái thế nào coi ngay. Đàn gái, dạ. Ôi, dễ thương quá. Ai không có vậy chơi. Ai không có vậy hả? Không ai nói chơi mà. Không phải chứ dễ thương. Không, anh nghĩ đây là một người cá tính đấy. Mình tên là Trần Kế Toàn. Năm nay mình 32 tuổi thì mình hiện là làm quản lý nhà hàng. Bạn quê ở đâu Toàn? Dạ, em ở Sài Gòn luôn chị. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị, em chào anh Quyền Linh, em chào mọi người. Em chào anh bên kia, em tên Lê Thị Kiều Dân, em 26 tuổi, quê em ở Bình Định. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên kế toán chị. Mình giới thiệu luôn một chút về bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em á là em là người hơi cá tính. Nói chung là em thích cười, em hay cười và dễ tạo tiếng cười. Đi đâu với em mà em trúng ổ rồi chị, là em cho cười thoải mái, bồ lăng, bồ lết luôn chị. Bữa nay chị cũng hy vọng em sẽ trúng được cái ổ nha. Dạ, nói chung em là người ưa sạch sẽ, gọn gàng chị. Ai mà về mà em thấy bề bộn á là em cứ càm ràm cho đến khi nào mà dọn cho em được là thôi. Dơ dơ hôi hôi là không được phải không? Dạ. Gì nữa không em? Điểm yếu của em là em hay nóng tính. Em nóng tính thì em không thể kiểm soát được cái lời nói của mình. Có khi em sẽ nói làm cho người đối diện nó phật ý. Nhưng mà khi mà xong em lạnh lại là em sẽ suy nghĩ lại. Nếu mà em sai thì em xin lỗi. Mà nếu mà em đúng em bắt xin lỗi lại em. Thôi. mình chưa biết đúng sai rồi mình làm ta ào. Cái hồi mình phát hiện thì mình sai mình có thấy quê không? Dạ không chị, trai mặt rồi chị, tới xin lỗi luôn. Nghe giới thiệu bên kia cô gái cá tính ha. Rồi, mời bạn giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm mạnh em là em luôn cảm thấy bản thân em hài hước, làm người ta vui. Đặc biệt là em rất là ngay. Ngay là sao em? Dạ, giống như có một câu chuyện ví dụ như anh hỏi anh làm vậy hả? Anh làm vậy hả? Em hỏi hoài luôn. Tức là đến khi anh cười thôi, còn anh không cười thì em cũng nói nữa. Khuyết điểm của em thì em tắm lâu lắm. Lâu là khoảng lâu và có khi hơn nửa tiếng. Ủa em làm gì vậy chồng? Dạ em tắm à. Nhiều khi mình tắm kỹ á chị Cách Tường. Kỹ là sao? Thí dụ em làm gì? Thí dụ người ta ào xong xà bông lên. Chị phải chi tiết vô luôn hả chị Cách Tường? Hả? Tức nghĩa là em gọi đầu á chị. Ấy đại loại vậy. À chắc bà đứng cái bông mà gãi từng ngón vậy quá gọi đầu á. Phải không em? Dạ không à. Hay là hát múa gì vậy chồng? Tắm từng ngón chân ngón tay này kia nữa đúng không? Lâu rồi. Trời đất. Không ơi. Sao, tắm lâu cũng sao, hao nước chút thôi. Nói chung hai bạn này là cũng hoành tráng lắm á. Đâu hy vọng bạn hai bạn này dân, tức là toàn dân. Hai bạn này gặp nhau cười đâu, hai bạn thử nói chuyện qua lại nhau coi ai chọc trúng ổ ai trước, coi ai cười. Em trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình anh. Anh thì được hơn em, mà không ấy là anh được 3 mối tình rồi. Nhiều á. Dạ. Hơi nhiều quá hen. Em thích nhất gì về đàn ông? Em thích men anh. 6 múi á. Ủa anh có 6 múi không anh? Anh có tập tạ hồi 6 tháng trước anh có tập nhưng mà nó dồn lại 1 múi thôi. Vậy hả? Được rồi. Thôi vậy cũng được, anh xài đỡ cũng được. Rồi ngoài chuyện 6 múi em thích nhất gì về đàn ông? Em thích đàn ông ga lăng. Được không? Ga lăng. Dạ được rồi, dưới rồi chị. Em không thích đàn ông gia trưởng với lại bảo thủ. Em không có à? À được. Có không? Anh có không? Dạ không à. Được. Nhậu nhẹt gì không em? Anh có nhậu nhẹt gì không? Dạ có. Hả? Bao nhiêu không? Dạ không à. Không hả? Sao dạ luôn rồi cưng? Dạ em run quá chị Cát Tường à. Không nhậu nhiều sao về nhậu với em? Trời chết quá anh ơi. Gặp đối thủ à. Em thua cái vụ đó bên bạn gái đó. Thua rồi hả Toàn? Thua bó tay rồi. Trời. Ủa anh thích con gái như thế nào? Anh thích con gái có cái chất. Chất đó hả? À, đúng chất rồi. Chất là sao? Nó ngông ngông á em. Khùng khùng điên điên á hả? Gần giống vậy. Ôi trời ơi. Được không? Dạ được, em có chút chút vậy, không có khùng quá đâu. Ủa anh có thích là con gái nhõng nhẽo không?
Không em, không không. Ủa, anh sao không vậy? Thích con gái nhõng nhẽo, anh không, tức là tính anh nhây nhưng mà anh rất ghét gái nhây. Chứ ví dụ mà em nhây nhây vui á, còn mà em về em nhây nhây nhây, anh nhức đầu lắm, anh chịu không nổi. Lỡ tức... lỡ đâu em vậy rồi sao? Phải chịu luôn chứ sao giờ. À, em có một cái mẫu hình lý tưởng nào về bạn đời của em không? Em ngoại hình sống được. À, đừng có tròn quá là được à. Còn mấy người ta nó múp ma múp miếp dễ thương mà. Múp thôi nhưng mà đừng múp quá được. Bạn đó chỉ cần là ngoan thôi. Nhưng mà đừng hiền quá. Phải giữ giữ một tí. Cách tính một tí là tốt rồi. Ngoan là sao? Kiểu như là tâm tầm tứ đức á chị. Vậy là quá ngoan rồi đó. Cỡ đó. Rồi giờ bạn gái thích mẫu người lý tưởng làm sao nè? Em thích chững chạc, trưởng thành xíu. Kìm được cái tính lầy nhây của em là được rồi. Lầy là lầy sao nữa? Dạ, nói chung là em bắt chấp á chị. Em hay làm liều á. Làm liều sao? Ví dụ như là Bảo hôn mà ảnh không hôn, em hôn ảnh. Ví dụ hẹn hò đi. Rồi cái em đứng em đợi ảnh hoài, sau trước cửa đầu hẻm không thấy ảnh ra. Cái em đi vô nhà ảnh em coi ảnh có bị gì không, mà sao lâu tới chỗ hẹn quá vậy. Dạ. Cái em vô nhà ảnh cái thấy ảnh đang còn tắm trong một tắm, đứng đợi hoài 15-20 phút ảnh cũng chưa ra. Dạ. Thì giờ với mức độ lầy của em là em làm gì? Em phá cửa em vô chị. Vô luôn. Được. Được không? Khả được tính chị. Mạnh mẽ. Được đường đấy. Nào đường nào không thấy thì chị thấy trước cũng được sao đâu. Ồ dữ nha. Thôi tôi sợ cô rồi đó. Ngoại hình có thích ngoại hình như thế nào không? Qua coi nè. Dạ em thích người cao hơn em khoảng 1m65 trở lên. Bề ngoài thì gọn gàng tươm tất là được. Tại vì em cũng ưa sạch sẽ. Rồi nhìn, hiểu rồi. Nhìn dơ dơ là em cho ao luôn á. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi chị. Nhiều đó thôi ha. Dạ. Ok không? Thấy ok không? Râu ria xồm xoàm. Nhưng mà không biết có dơ không. Đó. Nhìn coi coi. Tắm nửa tiếng. Sợ lắm chị. Yên chí chị. Chắc là cũng ngồi nhổ râu hay đếm râu gì đây. Cao nhiêu? Dạ em trên 1m7. Sao mình cũng tròn mình không thích người ta tròn. Hơi hơi thôi chị, em thích hơi hơi lắm á. Rồi bây giờ định giờ chừng nào lấy vợ? 6 tháng nằm ai ấy luôn là được nếu. Ai ấy là gì? À, cái tìm hiểu á, trong xong rồi chị đúng như tìm hiểu xong rồi để mình lấy luôn người cũng được. Rồi sống thử được không? Có cần sống thử không? Ai sao không được chị? Đàn ông mà thử rồi không lấy. Có chứ chị, em có trách nhiệm, chị nhìn em là man mà. Man liên quan gì cái trách nhiệm? À, tức là đàn ông man là người ta phải có trách nhiệm gia đình. Chị đẹp thiệt luôn á, chị đẹp thôi. Chị biết mà. Em không có nhây bằng chị đâu, em đừng có giỡn. Bỏ tập nhây nha. Làm khó quá đúng không? Yên tâm, có anh liên quan coi bên đàn gái thế nào coi nhây. Em chào anh gái. Dạ. Ôi dễ thương quá. Ai không nói vậy trơn. Ai không nói vậy hả? Không anh nói chơi mà. Không nói chứ dễ thương. Không anh nghĩ đây là một người cá tính đấy. Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha em. Những người nào ta nói ra thấy dễ nhưng không phải dễ đâu. Làm thử đi anh. Cái này khó à. Em ghét gì nhất ở người đàn ông khi mà về sống chung? Em ghét tính đi bo, bụng xỉn á, hay em ra lệnh cho người khác. Em trai em kia có tính đàn bà không? Dạ không à. Không. Kỳ bo có không? Ờ cái đó chắc chắn không à. Hay đổ lỗi cho người khác, chỉ đạo người khác có không? Dạ không luôn à. Vậy với quản lý nhà hàng không chỉ đạo em làm gì? Em chỉ bảo bạn nhân viên làm thôi. Chứ em không ra lệnh à. Được. Anh này cũng dễ thương, nói chung là anh cũng hài hước lắm. Em cũng là một con người cá tính mà cũng vui. Dạ. Anh nghĩ rằng hai người cũng hợp đấy. À, nếu như mà đồng ý thì em ảnh đồng ý hẹn hò, em đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì em có thể cho anh bước tới? Nếu được thì làm liền của anh. Trời dễ thương quá. Anh chịu rồi đó. Làm luôn nha. Em có đi chung người thân hay không? Dạ, hôm nay em đi với em gái, mấy chị đồng nghiệp với lại trợ lý của em. Thật. Có trợ lý nữa hả? Dạ có. Làm gì có trợ lý ghê vậy? Dạ tại vì từ buổi casting tới bây giờ là chị lúc nào cũng đi theo em á chị. Em gái trước đi. Em ruột á hả cưng? Em ruột đi. Dạ em thấy thì anh cũng được, chắc cũng hợp với chị của em. Có gì không ổn không em? Thấy mặt em vẻ nhăn nhăn vậy, em không ổn chỗ nào em nói đại đi. Chị em thì thích đàn ông hơi trưởng thành mà. Em thấy anh thì nói hơi nhiều. Vậy là chưa trưởng thành đó, ý ta nói vậy đó Toàn. Dạ. Thực sự là đến cái chương trình này thì việc mà chia sẻ với nhau quan trọng là cái điểm vui trước. Còn sự trưởng thành của người đàn ông không đánh giá với nhau là từ 1 hoặc 2 phút. Nên anh nghĩ là như vậy. Anh nghĩ anh đến tuổi anh đủ trưởng thành để anh xây dựng một cái gia đình. Rồi, tới cô trợ lý coi sao. Trợ lý theo bữa giờ.
Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả tại trường quay. Thì Dân ơi, chị thấy anh bên này rất là hài hước, lanh nữa và rất là hiện đại, chị thì lại thấy là rất là hợp với em. À, nói về Dân á, thì em nói thiệt là Dân á, là một cây cười của công ty. Cho nên là nhiều khi đang làm trong một cái môi trường rất là căng thẳng và bế tắc vậy đó, thì chỉ cần Dân nói một câu thôi thì cái không khí căng thẳng nó không còn, nhưng mà công việc thì vẫn bế tắc. Sao bạn Toàn, lực lượng của mình đâu? Dạ hôm nay em đi với lại đồng nghiệp của em à. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào khán giả trường quay ạ. Anh Toàn là sếp của em. À, cũng như anh Toàn nói, anh Toàn là một người hòa đồng, vui vẻ, ảnh trưởng thành. Mình sếp ha. Chị theo ảnh thì em nghĩ là ảnh không làm chị buồn đâu. Anh có cái tật xấu gì nãy giờ anh chưa khai nữa không? Sếp em thiệt nha, không có định sếp. Nói đại đi, ông không có làm gì em đâu lo. Dạ không, biên bản á chị ơi. Biên bản hả? Dạ. Ghê vậy. Dạ không, em giỡn á chứ. Ảnh tốt bụng với lại rất hào phóng. Rồi, cảm ơn em. Cũng được, cảm ơn các bạn. Thôi, cho cặp hài hước này gặp nhau đi. Tính ha. Cảm ơn lên. Đấy. Thời gian, không gian này là của em. Mời hai em. Cái gì vậy? Sao vậy? Không, em... Em cảm nhận về anh như thế nào đúng không? Không, đâu có đâu. Sao? Em thấy anh sao? Dạ, anh thì nhìn cũng ngon. Nói chung là em nhìn anh là chuẩn men đó. Không sáu múi cũng được. Em nghĩ sao về kết hôn sớm nó sẽ có vấn đề gì không? Khi mà mới quen nhau một hai tháng mà mình muốn ấy kết hôn á, kiểu vậy. Ấy là sao? Cái kiểu như mình hẹn hò xong rồi mình kết hôn á. Dạ, tại vì em thấy có nhiều cặp đôi á, họ yêu nhau tới 5, 6, 7 năm, nhưng mà họ đâu có đến với nhau được đâu. Còn nhiều cặp thì họ yêu nhau khoảng mấy tháng, nhưng mà họ hiểu nhau, họ thấy hợp tính nhau thì họ kết hôn thôi. Em chết lắm, chết giống mình. Ê, anh có nói nhiều không? Thỉnh thoảng thôi. Thỉnh đâu nãy giờ thấy luôn chứ thỉnh thoảng. Nói mà chót luôn. Chị thấy gì chứ em mong manh lắm chị. Bớt nhiễu đi cưng. Với lại em không nói nhiều. Tức là có một cái vấn đề anh sẽ không nói nhiều, nhưng mà anh hay lặp lại thôi. Là có nghĩa là càm ràm á hả? Không phải là càm ràm. Tức là một vấn đề, thí dụ như em dễ thương thì anh sẽ khen em hoài, kiểu vậy. Đâu, cái đó quá, được, cái đó được quá. Mỗi ngày khen cái ngày đó anh nói hoài luôn, kiểu vậy. Mình hát tặng bạn bài tỏ tình này kia, tình cảm lên. Trời, mình cung lắm luôn á. Ok. Bắt đầu được chưa? Được, sân khấu là của em mà. Em cười đi, em đừng căng thẳng, anh gung lắm. Tại vì chưa bao giờ anh ca trước mặt mọi người đông như vậy. Nếu không hánh lên nặng lòng gia viên, nếu không nói ra làm sao biết anh thương em. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Hay là mình cứ bất chấp hết đi ngay đi. Anh gung quá chị. Tiếp đi, đang hay mà. Tiếp đi. Anh muốn nữa hay. Anh thuộc bài như đó. Em còn muốn hỏi anh gì? Đứng hình luôn hả cưng? Dân. Dạ à, em biết hỏi gì hết trời. Yêu là một cái cảm giác. Cảm giác là nhìn là thích. Kéo màn là ấy cơ xúc lắm luôn rồi đó. Thì hy vọng là sau chương trình này chúng ta có thể đi hẹn hò, chúng ta sẽ biết tính tình nhau nhiều hơn. Dạ. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng đã mắt chạm mắt và kể cho nhau nghe một vài câu chuyện nào đó cũng đã gây ấn tượng với đối phương rồi. Bây giờ vấn đề còn lại là chúng ta sẽ bấm nút 3, 2, 1. Bài luôn. Đúng thiệt em luôn giỡn. Có đúng thiệt không em? Có đúng thiệt không em? Không luôn chị. Nó rung đâu. Đó. Mạnh dạn lên em. Anh trai, mạnh dạn lên. Đây là những vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ủa nãy hung rồi luôn hả? Hung rồi. Có em quay qua lấy quà cái hung quay cặp qua. Cặp này rất là hiện tại, anh thích như thế. Trời mình đất đừng có. Không bây giờ cô này hung là ảnh coi. Cao quá chị quá ơi chết đi. Dạ. Không thích điều gì đàn ông không? Dạ em không thích ở đàn ông là hút thuốc. Dạ. Còn cái vấn đề nhậu nhẹt thì đi thời đại giờ thì nhậu nhẹt có giới hạn là được rồi. Dạ không hút thuốc thôi. Dạ hỏi gì đâu đó.
Chị không dân. Thằng trai tôi rất là hiền luôn nha. Dạ có hút xã giao chị. Xã giao là nhiêu nặng ngày nhiêu điếu nào? Khoảng từ 3 đến 4 điếu rồi chị. Từ 3 đến 4 điếu. Thiệt không á? Thiệt chị. Xã giao ai mà ít vậy? Dạ xã giao thì cũng bên em trong công ty thôi chị. Từ 3 đến 4 điếu thôi phải không? Dạ. Còn thì là bao nhiêu? Xã giao là điếu thôi. Xã giao ngày nhưng điếu. Nhưng mà tiếp 3-4 người. Tiếp 4 người là khổ vậy đó. Hút thuốc nhiều không có tốt nha. Dạ em bớt ngày chơi bớt. Em bớt. Dạ. Rồi á là nhậu thì là nhiêu lon nè? Dạ em nhậu cũng 4-5 lon rồi chị. Vậy đó cũng 4-5 người là cũng điếu thuốc nhiêu lon bia đó. Dạ. Là ngày làm mỗi ngày gặp mỗi đối tác vậy. Không luôn đó. Vậy là cuối tuần mới đi rồi chị. Giới thiệu đi nào. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quỳnh Linh và chào xin em. Chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Thị Thủy, năm nay em 29 tuổi, hiện em là một nhân viên y tế đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy cưng? Dạ ở quận 5 ạ. Em ở quận 5 luôn hay là ở quận mấy? Dạ em ở Bình Chánh ạ. Em ở Bình Chánh làm Bình Chánh mà đoạn 5. Nào vậy Thủy? Dạ đi ngõ hướng quốc lộ 50 anh ơi. À rồi. Dạ. Mời bạn trai. Dạ xin chào quý vị, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn gái bên cạnh và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Quỳnh Trọng Kim. Năm nay em 30 tuổi. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang làm nhân viên văn phòng tại công ty dịch vụ quản lý quận 8. Ờ mình ở quận mấy? Dạ em cũng ở quận 8 luôn anh. Quận 8 là quận 8 luôn hả? Dạ. À tên Kim. Dạ. Thủy Kim. À hợp lý nha. Kim xanh Thủy đó ha. Kim Thủy. Nói nghe nè cưng, tức là dạ. Em làm về nhân viên y tế, tức là làm em làm điều dưỡng. Điều dưỡng. Dạ. Về cái khoa nào? Dạ em làm phòng quản lý chất lượng, chuyên về khiếu nại khiếu kiện, giải quyết các đường dây nóng của bệnh viện. À vậy đó hả? Dạ. Rồi thế vậy là Thủy có cái điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết và luôn toàn tâm trong mọi công việc. Còn khuyết điểm của em là chắc là do em hơi độc lập và hơi tự lập trong cuộc sống, cho nên có một chút gì đó nó mạnh mẽ. Dạ. Mạnh mẽ. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Có nóng tính không? À, cách đây vài năm thì có sẽ là nóng tính. Nhưng mà do công việc và cái thời gian mình có những cái tiếp xúc xã hội thì mình đã biết cách tiết chế và kiểm soát được cái sự nóng tính đó. Dạ. Tốt, kiềm chế nóng tính là tốt. Dạ. Còn em trai? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Điểm yếu là nhiều lúc em cũng bị hay quên. Và có cái tật là nhiều lúc hay đổ mồ hôi nhiều. Đổ mồ hôi dạ. Đó là cái bệnh về con người rồi. Mình chữa thôi em. Đổ mồ hôi trộm ấy ha. Dạ. Mà em đổ rất là nhiều. Đổ nhiều đúng không? Dạ. Phải đi kiểm tra sức khỏe nha. Dạ. Bởi vì đổ mồ hôi nó cũng liên quan tới một vài cái tuyến mà có thể bị viêm bị gì đó. Dạ. Anh cũng ngày xưa cũng đổ mồ hôi nhiều đó. Dạ. Thôi bây giờ thì em cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi. Dạ em cũng trải qua 2 mối tình anh. 2 mối rồi, mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất nhiêu? Dạ mối ngắn nhất là 3 tháng, mối dài nhất là 2 năm. Thôi, có 3 tháng thôi đó hả? Dạ. 2 năm rồi sao mình chia tay? Dạ do bạn ấy là đi du học bên nước ngoài rồi định cư ở bên bển luôn rồi, tụi em sẽ chia tay. Đành phải chia tay đúng không? Dạ. Chia tay lâu chưa? Dạ cách đây cũng được 9 năm rồi anh. Trời ơi, 9 năm rồi. Dạ. 9 năm rồi, không có yêu ai nữa luôn. Dạ, cũng có yêu đơn phương nhưng mà do không thấy không hợp rồi nên không đến được với nhau anh ơi. À, đó là lý lịch tình yêu của đàn trai đó đàn gái. Dạ. Tức là 9 năm ăn ở không rồi đó hả? Ở không 9 năm luôn. Thiệt chứ, còn em? Dạ, em trải qua 2 mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên là 4 năm. Thì lúc đó thì do quen nhau quá lâu nhưng cái suy nghĩ về lúc em còn học sinh nhưng bước lên cuộc sống sinh viên thì mỗi môi trường thay đổi cho nên cái cách hòa hợp với cách là đó. Tức là mối tình học sinh đúng không? Dạ. Mình bỏ qua mối tình học sinh đi. Dạ. Rồi bây giờ cái mối tình thứ nhì? Mối tình thứ nhì là được 2 năm. 2 năm là chia tay lâu chưa? Dạ chia tay cách đây 3 năm. 3 năm? Dạ. Nói nghe nè, em làm cái nghề của em á, dạ. Có khi nào mà em được bệnh nhân yêu mình không? Dạ, sẽ có bệnh nhân yêu thương và có những bệnh nhân mà làm cho mình rớt nước mắt. Sao? Sao? Tại dạ, sao? Vì cái nghề của em là nghề tiếp đường dây nóng và tiếp dân, khiếu nại khiếu kiện. Thì các bệnh nhân vô bệnh viện thì sẽ có những cái bức xúc và khi mà bệnh nhân không giải tỏa được sẽ lên gặp và em sẽ tiếp. Và khi mà mình làm những công việc đó thì nhiều lúc mình không phải là người gây ra vấn đề nhưng mà bệnh nhân lên lại sử dụng những lời nói nó không có làm cho mình thấy tổn thương thì mình vẫn ân cần và xin lỗi và cảm ơn bệnh nhân. Nhưng mà khi bệnh nhân bước ra khỏi phòng thì tự nhiên nước mắt rơi tại vì mình nghĩ là ba mẹ mình sinh ra mình còn chưa, nhiều lúc mình sai mình còn chưa xin lỗi nhưng mà bệnh nhân đây là vì công việc mình phải xin lỗi bệnh nhân. Cứ xin lỗi mà họ cứ chửi thôi.
Dạ, tại vì lúc đó là cái sự cao trào của họ với sự uất ức, có một cái gì đó bức xúc của bệnh nhân. Chứ còn có ai lên gặp em mà tỏ tình với em chưa? Dạ, chắc là phòng em, vị trí của em chắc không có ạ. Không có, dạ. Đúng không? Tức là bệnh nhân là không, đó là cho đỡ ngại đó, phải không? Dạ. Rồi nếu vậy thì cái người kia lý do tại sao mà em chia tay? Dạ, lý do em chia tay là do anh bắt em là một phụ nữ phải đảm giỏi việc nước, đảm việc nhà. Khi mà một người đi làm công việc hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu vậy thì về anh ấy bị bắt là phải nấu cơm, ví dụ nấu cơm phải là đầy đủ các món, ví dụ cá chiên là phải nước mắm mò chua ngọt, rồi ví dụ như là cá kho thì phải nước mắm khác, canh thì phải sao. Thì em không phải là dạng phụ nữ không biết nấu ăn, nhưng mà để mà làm như một món ăn thịnh soạn như vậy dạ, thì là em sẽ không có thể theo nổi. Một thời gian dài thì em sẽ không có theo nổi, không chịu nổi, em chủ động chia tay. Dạ. Đó, bên dạ, gái, chào anh. Trời, xinh gái xinh xắn đẹp quá. Như vậy. Bởi anh... vì tôi mới hỏi tại làm cái bài cái cô điều dưỡng này có hay được bệnh nhân yêu không là vì lý do đó. Thật sự anh qua đây anh nhìn em là bởi vì anh khâm phục em. Yeah. Một cái người trực điện thoại biết bao nhiêu cái bức xúc, biết bao nhiêu cái gì đó họ đổ lên đầu mình. Nói tóm lại anh cũng có quen một số người bạn làm công việc như em. Họ nhiều khi họ nói họ như cái thùng rác vậy đấy. Lúc nào họ cũng có thể đổ tất cả mọi thứ lên đầu mình, nhưng mình cũng phải ráng và xin lỗi, ráng cười và ráng gọi là động viên cái người đó. Thật sự lúc đó mình cũng không trách họ, bởi vì họ quá đau thương trong cái việc người nhà bị cái gì đó. Thì họ không biết xả đâu, đôi khi họ xả vào đấy. Và mình nghe hết. Và cuối cùng thì có đôi khi mình chỉ khóc một mình thôi. Phải nói là khâm phục em nha. Cảm ơn anh. Hy vọng rằng những ai đó mình có một cái hoàn cảnh nào đó thì mình cũng nhớ cái người nghe điện thoại cũng là người nghe thôi. Dạ, đó nghe điện thoại đỡ, tại vì em tiếp xúc trực tiếp luôn. Nhưng nhiều lúc mà cảm giác này bệnh nhân muốn sấn lại để họ không dùng lời nói mà họ muốn dùng vũ lực với mình. Chính xác như vậy. Đôi khi có những cái chuyện đó là mình cũng thấy là những người đó bởi vì họ người thân họ mà. Dạ đúng rồi. Họ cũng hơi nóng nảy. Dạ. Thôi cũng thông cảm nha. Dạ. Và cũng cảm ơn những người như em. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, đối với em thì em muốn anh ấy một người cao 1m trên 1m65. Cao 1m65. Dạ, ngoài hình thì nhìn được là được. Dạ, được là quan được. Trọng là đối với em là tính cách. Tại vì em mong muốn có một anh có thể bảo vệ được em, che chở được em, và để em không phải gồng mình lên để mạnh mẽ. Anh bên đây có thể che chở, có thể bảo vệ em luôn, cho dù phong ba bão tố, về tướng anh cũng hơi to. Cái điều thêm nữa là một con người mà anh thấy được rằng là cũng đáng nể luôn. 9 năm qua anh ấy không yêu ai cả. Em có không thích điều gì đàn ông không? Dạ, em không thích ở đàn ông là hút thuốc. Dạ, còn cái vấn đề nhậu nhẹt thì đi thời đại giờ thì nhậu nhẹt có giới hạn là được rồi. Dạ. À, không hút thuốc không? Dạ. Hỏi đi đâu? Đó. Chị không dân. Đàn trai tôi rất là hiền luôn nha. Dạ, có hút xã giao chị. Xã giao là nhiêu nặng ngày, nhiêu điếu nặng? Khoảng từ 3 đến 4 điếu rồi chị. Từ 3 đến 4 điếu. Thiệt không á? Thiệt chị. Xã giao ai mà ít vậy? Dạ, xã giao thì cũng anh em trong công ty thôi chị. Từ 3 đến 4 điếu thôi phải không? Dạ. Còn rồi. Nhậu thì là bao nhiêu xã lần? Xã giao là điếu thôi. Xã giao ngày nhưng điếu. Mà tiếp 3-4 người. Tiếp 3 người là khổ vậy đó. Hút thuốc nhiều không có tốt nha. Dạ, em bớt ngày chế bớt. Chế bớt, dạ. Rồi á, là nhậu thì là nhiêu lon nè? Dạ, em nhậu cũng 4-5 lon rồi chị. Vậy đó, cũng 4-5 người là cũng điếu thuốc với lon bia đó. Dạ. Là ngày làm mỗi ngày gặp mỗi đối tác vậy không, luôn. Không, đâu phải chị, cuối tuần mới đi được vậy. Ừ. Nói nghe nè, em nghe tâm sự của bạn nữ bên kia thì cái cảm giác em sao? Dạ, cảm giác như bạn ấy cũng bên ngoài thì thấy mạnh mẽ nhưng mà bên trong thấy cũng yếu đuối. Cũng em cũng muốn bảo vệ bạn ấy. Em muốn bảo vệ không? Tại vì bạn đang rất cần cái người có thể bảo vệ bạn, ít nhất là về mặt tinh thần. Dạ, em đó có thể. Ít nhất là khi mà về gặp em á, thì bạn cảm thấy là bạn yên tâm nè. Dạ. Chứ bây giờ trong công việc thì bắt buộc phải gặp những cái nghịch cảnh như vậy rồi. Dạ. Đúng không? Rồi còn em thì sao? Dạ. Em muốn người bạn gái của mình như thế nào? Em muốn người bạn gái của em thì như mặt dễ nhìn, lại hòa đồng vui vẻ, rồi biết trên biết dưới, với lại là sống bình thường đơn giản thôi. Chứ em không thích sự cầu kỳ, sửa soạn nhiều quá. Bên kia là dư luôn đó em. Nhưng mà con muốn bạn nó giỏi việc nước, đảm việc nhà không? Không, ví dụ như việc nước thì mỗi người một công việc em không có nói được. Nhưng mà việc nhà thì có thể là em và bạn ấy, nếu mà tiến tới được hôn nhân thì em và bạn ấy sẽ
hai người cũng phụ nhau làm, chia nhau công việc. Có bắt là coi như món này phải ăn đúng nước mắm mà ngọt bao nhiêu phần trăm không? Như dạ. Cá chiên là phải đúng nước mắm ngọt bao nhiêu phần trăm đó? Dạ không, vậy ví dụ như nếu mà bạn ấy ăn khác, em ăn khác thì làm hai chén. Có nghĩa là không bắt đúng, em biết nấu ăn không? Dạ em cũng biết nấu đơn giản thôi chị. Cầu kỳ quá em nấu không khó, không nấu được. Thì thôi hai đứa ăn đơn giản thôi, còn nếu mời khách khứa thì order nhà hàng về. Dạ. Vậy đi cho nó khỏe đúng không? Nói nghe nè, bạn bên đây là bạn không có sửa soạn, nhưng mà bạn đẹp tự nhiên, nhưng mà bạn cũng có. Ví dụ như bạn đẹp tự nhiên, rồi ví dụ như bạn sửa soạn chút xíu xíu á, thì em thấy làm sao? Em thấy cũng bình thường, nữ thì làm đẹp mà chị. Rồi em thích con gái đẹp không? Dạ đẹp chứ. Thích không? Dạ, thích chứ, em thích gái đẹp. Gái đẹp chị. Bây giờ gái cao bao nhiêu thì là đúng tiêu chuẩn của em nè. Dạ em nghĩ từ 1m60 tới 1m65. Chết rồi, em còn 1m50 rồi. Sao? Có được 1m50 à? 1m50 hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt. Chết chịu luôn em. Dạ chịu luôn. Hả? Mình giảm xuống thôi mà. Dạ. Còn em có mét nhiêu nè? Dạ em 1m72 chị. Người ta 1m72 đó. Lực lưỡng đô con có thể bảo vệ em được. Dạ. Ừ. Tôi thấy là thấy được đó, ổn nên đó. Hỏi người thân đi ha. Hỏi đi Vân. Để cho trẻ gặp nhau đi. Đúng ha. Rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. À đi với mẹ. Đâu mẹ đâu? À chào mẹ. Đó, mẹ thấy bạn này sao? Mẹ đẹp gái quá. Xin chào chị Hồng Vân, chào MC Quyền Linh và chào gia đình nhà gái. Thì tôi là mẹ của Trọng Kim. Thì từ đầu mà thấy cháu gái bước ra là cô đã rất là thích rồi. Cảm ơn cô ạ. Rồi cô cũng nói là về cháu Kim á, thì cháu rất vui vẻ hòa đồng trong cái công việc á, trong cơ quan. Thì anh chị em trong cơ quan đều khen là rất là vui hòa đồng với mọi người. Rồi về cái vấn đề nhà cửa hay dọn dẹp á, thì nói thật là nhà cô thì có mình cô là nữ à, còn tới hai đứa con là trai, Kim là anh, còn một đứa em. Nó nhưng mà thành ra là trong cái công việc nhà đó thì là hai anh em đều có phụ giúp với cô hết, chứ một mình cô thì cũng không làm nổi đâu. Kia còn nhận xét với cháu gái bên đây á thì rất là xinh. Rồi tên á thì là nghe cái tên là cũng là chịu rồi đó. Nói chung là chịu rồi. Tại vì trong gia đình có nhiều cái tên mà cũng gần như là vậy, rất là hay, rất là đẹp. Thì là hôm nay đến chương trình thì cũng là hai cháu có một cái duyên là đã đến với nhau cơ. Chương trình đã tạo cơ hội như vậy thì mong là hai cháu cho cái cơ hội tìm hiểu và tiến xa hơn. Và cũng nói thêm đó là nếu mà em nói cháu nói là nhà cháu ở gần Bình Chánh thì rất là tiện với lại Trọng Kim bên đây, tự nhiên nó cũng là ngay quốc lộ 50. Nhà cũng gia đình ngay quốc lộ 50 thì mình sẽ gần gũi nhau hơn. Và xin cảm ơn chương trình và cảm ơn toàn thể ekip chương trình đã tạo cơ hội cho hai cháu ở đây. Cảm ơn mẹ. Có bao giờ em nghĩ trong đầu á là khi cái người bạn gái hoặc người vợ của em có một cái nét gì giống mẹ, có bao giờ em ước như vậy không? Dạ cũng có chị. Có ước đúng không? Mẹ cũng đẹp quá nha. Em là trời thương, em cầu được ước thấy đó. Mẹ đẹp và con dâu tương lai cũng đẹp luôn cái đó. Cái nét của con dâu có nét giống mẹ đúng đó, rồi. Nói cho em biết mà mẹ ra là mẹ thích liền đó. Còn mà bên đây Kim cũng dễ thương đó nha. Vâng. Thì cứ để Kim là rất là hiền lành, dễ thương sự luôn. Sự hồi hộp đi. Bạn này rất là dễ mến nè. Đúng rồi. Gặp nhìn mà Kim sáng, là dễ mến liền á. Buổi sáng mà bước ra cửa mà gặp bạn là bữa đó ngày hôm đó có tiền đó. Là hên rồi đó. Sao bây giờ mình đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ và các đồng nghiệp trong cơ quan ạ. À chị họ và đồng nghiệp. Mời chị. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả chương trình. Em là chị họ của Thủy. Dạ. Thì qua buổi nói chuyện thì thấy bên đằng trai là ngoại hình dễ nhìn, tính tình thì cũng dễ gần. Còn Thủy thì ngoan, tự lập và có chí, có tiếng, cầu tiến. Thì chị cũng mong là hai em tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu thêm. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, vậy là tốt rồi. Mở rào thôi. Bắt đầu đi Kim. Không gian này là của Kim với Thủy đó. Kim sanh Thủy. Chào anh ạ.
lần đầu tiên gặp em. Dạ, rất vui được gặp anh ạ. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà đây. Còn quà thì mở ra coi là gì nè. Dạ. Này, dạ, anh mở giùm em ạ. Đây, có một ít mỹ phẩm mình tặng em. Wow, cảm ơn anh. Dạ. Là gì vậy, gì Kim? Mỹ phẩm chị. Dạ, nước hoa, nước son ạ. Son, rồi kẹp chì mắt. Dạ. Thế hả? Dạ, dạ, em sẽ dùng nước hoa và những cây son này để đi gặp anh vào những buổi hẹn hò ạ. Dạ. Ông này ông mâu thuẫn ghê á, ông Kim. Ông nói ông không thích con gái sửa soạn mà ông tặng cho người ta toàn những cái đồ em đi. Cũng có một món quà tặng anh và trong đó có một bức thư. Em có, đó là những lời em gửi gắm tới anh. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh có mở ra đọc được. Dạ, anh có thể mở ra đọc cho mọi người coi ạ. Chào anh, Việt Nam hơn 95 triệu người. Em gặp được anh là một cái duyên. Chúng ta đến với nhau hay không là do kiếp nợ. Nếu không có nợ thì làm bạn anh nhé. Cảm ơn anh vì đã có mặt hôm nay. Hay, tốt rồi. Hai đứa về ghế bắt đầu chúng ta trò chuyện nào. Dạ. Thì quay cái ghế qua Bỉnh. Lần đầu tiên anh có cảm giác như thế nào? Dạ, em cảm giác là anh là một người có thể bờ vai để bảo vệ em, che chở em. Dạ. Dạ. Thì anh sau khi mở màn thì anh nhận xét gì, có cảm nhận gì về em không ạ? Anh nhìn em thì anh thấy cũng có cảm tình, em rất là dễ thương, xinh đẹp. Dạ, cảm ơn cũng anh. Cũng có nét giống mẹ anh, nhưng chưa có nhận xét. Dạ. Bình thường thì anh đi làm thì thời gian như thế nào ạ? Anh làm nhân viên văn phòng của công ty nhà nước thì anh nghỉ được thứ bảy chủ nhật. Dạ, em cũng được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Dạ. Dạ. Cuối tuần thì mình có thể đi đâu đó. Dạ. Sở thích của em thường rất thích đi đâu nè? Em thì thích ở nhà quây quần với gia đình hoặc là mình nấu những bữa ăn cùng với gia đình. Em tại vì em thích là ở bên gia đình, dành cho gia đình những thời gian quý báu nhất. Dạ. Thì bình thường thì anh ngày nghỉ anh sẽ làm gì? Ngày nghỉ anh có thể đi dạo phố Sài Gòn. Anh thích đi chơi lắm, nói chung là anh thích la cà dạo phố xong vòng Sài Gòn. Dạ. Nếu như mình đi hóng mát sau những ngày làm việc căng thẳng vậy đó. Dạ. Cuối tuần có hay đi nhậu với bạn bè gì không anh? Không, cuối tuần thì lâu lâu anh mới đi thôi chứ giờ bạn bè anh nó cũng ổn định hết rồi, cũng khó kiếm người nhậu lắm em ơi. Dạ, lần sau đi nhậu nhớ rủ em cho em đi với ạ. Dạ. Rồi, bây giờ mình quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, trao đổi với nhau đi. Còn quan điểm của tình yêu của em là gì? Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình và thiếu, gọi là em chưa có một ngày, 29 năm, chưa có một ngày em được gọi là hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Thì em mong là sẽ tìm được anh đúng thời gian, đúng địa điểm và đúng người. Mong anh sẽ, chúng ta thì tìm hiểu nhau và có cho nhau một cái hạnh phúc và gia đình sẽ ấm áp bình yên. Mình cũng cảm ơn em. Còn quan điểm của anh là anh muốn tình cảm, tình yêu trong gia đình đó, thì lúc nào cũng được ấm áp, ấm cúng. Yeah. Với lại anh muốn là hai chúng ta cùng nhau hòa hợp và cùng nhau vun đắp xây dựng hạnh phúc gia đình. Dạ. Yeah. Anh hy vọng điều đó. Dạ. Bây giờ mình nói vấn đề làm dâu đi. Dạ, thì vấn đề làm dâu của nhà anh thì mẹ anh không có quan trọng vấn đề làm dâu. Yeah. Nếu mà anh với em tiến tới được hôn nhân thì mình sẽ, anh em sẽ qua nhà anh ở cũng được hay là sao cũng được. Dạ. Thì lúc đó nếu mà em muốn ra riêng anh và em muốn ra riêng thì chúng ta sẽ tự dành dụm cùng cố gắng nhau thì mình sẽ ra riêng sau. Dạ, thì sau những năm cố gắng làm việc thì em cũng có một ngôi nhà nho nhỏ chui ra chui vô. Được. Nếu như mà ba mẹ bắt làm dâu thì em vẫn làm dâu, còn nếu như mà ba mẹ cho ra ở riêng thì có thể ở nhà em, ví dụ như mà xa quá thì chúng ta có thể tích góp thêm để tiến lên và gần với ba mẹ hơn. Dạ. Tiến xa hơn nữa, nếu hai đứa chung một nhà thì mình quản lý kinh tế thế nào và con cái, quan điểm về con cái, con trai con gái ra sao? Dạ, chắc là cái đó để cho anh chia sẻ trước đi ạ. Anh thì không quan trọng con trai hay con gái, con nào cũng là con của mình, anh đều thương như nhau. Còn vấn đề mà ví dụ như tài chính thì anh có thể đưa em, ví dụ 10 phần anh có thể đưa em 6 phần, rồi anh giữ 4 phần anh chi tiêu hàng ngày cho, với lại anh cho ba mẹ. Dạ, anh biếu chứ sao anh cho ba mẹ. Anh biếu ba mẹ. Dạ.
Thì đối với em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Tại vì khi mà mang bầu em, mẹ mang bầu em và Vi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Bây giờ cái tức là từ nhỏ là em đã không có cái tình cảm của cha rồi đúng không? Dạ. Thế lúc mà mẹ sanh ra thì như thế nào? Dạ, mẹ sanh ra thì có nghĩa từ trong bụng mẹ thì là ba đã muốn không có em rồi. Thì mẹ sanh ra thì em chưa được đầy tháng thì ba đã bỏ đi. Ba bỏ hai mẹ con? Dạ. Ủa nhưng mà nhà em có mấy người? Dạ, nhà em có chị gái nữa. Là hai chị em? Dạ. Với mẹ, lúc đó ba bỏ đi là coi như ba mẹ con ở với nhau? Dạ. Bởi vì rất nhiều người quan điểm là cần phải có con trai. Dạ. Và phải có con trai. Và từ cái suy nghĩ đó cũng rất là nhiều gia đình bị tan nát. Bây giờ thì quan điểm nó cũng không còn ngày xưa nữa. Dạ. Bây giờ mọi người cũng rất là thoáng trong cái việc sinh con trai, con gái cũng là con của mình mà. Ha? Mình cũng yêu thương và con gái cũng yêu thương mình lại như thế. Không vấn đề gì cả. Đó là quá khứ. Dạ. Cũng chia sẻ với em gái điều đó nha. Thực ra là khi bạn tâm sự ra điều này á, thì cái người chồng á, là cái vai trò của em không phải là chồng không. Mà em phải có cái tình cảm của người cha. Sự bảo vệ, sự bao dung đối với vợ của mình. Đó là cái điều mà bạn ngầm ý để kể cho em nghe về cái câu chuyện của bạn đó. Em có hiểu không? Dạ em hiểu. Bây giờ đẻ con gái là có vàng trong nhà đó nha. Dạ. Con gái rượu đó, không có lo nữa. Anh thấy rằng hai đứa rất là hợp nhau nha. Dạ. Hợp nhau đến từng cm luôn đó. Bởi mà mình không chuyện... có gia trưởng phải không? Đúng rồi. Dạ anh em có gia trưởng vậy. Không có bắt là được. Không có bắt gì. Giỏi việc nước đảm việc nhà xong rồi dạ. Ăn đúng món mà mình thích đúng không nè? Dạ. Linh nghĩ rằng Kim á là một người con trai á, rất là chiều phụ nữ luôn và rất là hiền dịu nhưng mà cũng hơi cọc tính á. Dạ. Có cọc tính không? Dạ không em muốn có cọc. Ờ đừng có cọc tính nha. Đây là cô gái cũng chịu đựng kiên nhẫn cũng không sao cả. Dạ. Rồi hai đứa rất là hợp với nhau đó. Dạ. Rồi bây giờ thế này nè. Mình giao lưu văn nghệ chút xíu đi để mình có thêm nhiều cái cảm xúc để mình quyết định nha. Dạ. Bây giờ Kim có thể bước tới nắm tay Thủy rồi hát tặng Thủy một cái bài nào đó. Dạ. Thủy cũng đáp lại. Dạ. Đó. Tươi quá. Dạ. Mặt tươi rồi rói vậy thiệt á. Nắm hai tay luôn Kim. Dạ. Nhìn vào Thủy. Xin hát một điệp khúc của bài Đúng Người Đúng Thời Điểm. Dạ. Mình giữ nhau thân chẳng nhé, nếu đi ta cùng đi chung. Mọi bó không đều qua khi, con tim cũng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh ra lâm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng. Cùng rơi em đêm, cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng buổi chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Cảm ơn anh ạ. À. Thủy đáp lại đi. Dạ, để đáp lại anh thì em xin tặng mọi người trong trường quay cũng như là các đồng nghiệp đang hoạt động ở ngành y và đang ở tuyến đầu bài hát Cô Gái Ngành Y. Vào ca trường đêm nay, trong đêm khuya lạnh giá, những căn bệnh hiểm nguy, thầy thuốc không ngần ngại, đã có bàn tay em nhẹ nhàng, dịu dàng, chăm sóc bệnh nhân. Nắng hồng bừng lên sương tan lặng lẽ, nắng vui chiếu rọi với đàn chim non. Ánh mắt em đây như muốn nói, em đây là cô gái ngành y. Em cô gái ngành y, không ngại chi gian khó, với tấm lòng lương y, thầy thuốc như mẹ hiền. Mãi mãi còn trong tôi, nhẹ nhàng, dịu dàng, cô gái ngành y. Rồi, được rồi, các bạn về vị trí đi. Cưng quá vậy. Chúng ta đã có một trò chuyện rất là thú vị giữa hai bạn. Phải nói là Linh rất là quý luôn, thật sự.
mỗi người có một tính cách rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Nếu mà hai bạn về chung một nhà đó, nghĩ rằng là trong ngôi nhà chỉ có những tiếng cười và sự chia sẻ, còn vấn đề là con tim các bạn có rung động thật sự hay không? Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Tôi không biết có rung động hay không mà tôi thấy ông Kim mồ hôi của ông thiếu điều bây giờ nè, nó chảy ướt bạn áo ấy, luôn. Bạn ấy ra mồ hôi nhiều, bị bệnh ra mồ hôi nhiều. Để tay trái Kim. Thì ngồi xích kia xíu, thì ngồi. Đúng rồi. Rồi. Con tim mình rung động mạnh thì mình bấm liền. Còn nếu chưa rung động, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định hẹn hò với nhau để tiến xa hơn nữa. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, hãy nắm tay nhau đi. Bấm nút cũng cùng chung một nhịp. Nói chuyện cũng rất là hợp với nhau. Không biết anh nói vậy có đúng không Thủy? Dạ. Kim thấy có hợp không? Dạ hợp. Rất là hợp á. Anh thấy hai đứa rất là dễ thương luôn. Nếu gia đình hai bên đó mình hỗ trợ á, thì chắc chắn rằng là hai bạn sẽ tiến xa hơn nữa. Anh cũng cầu chúc là hai bạn sẽ sớm về chung một nhà. Dạ em cũng mong nữa anh. Thôi bây giờ Kim nói gì với gia đình của bạn gái với mọi người đi. Em xin hứa với chị và mấy anh chị đồng nghiệp của bạn em, thì em xin hứa sẽ chăm sóc cho Thủy thật tốt và hết sức khả năng của em. Rồi Thủy nói gì với mẹ đi. Dạ con xin phép cô là cho bọn con cơ hội để tìm hiểu. Và vì sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm nên mong rằng gia đình mình coi con như con ruột và luôn yêu thương đồng bào con. Hay quá. Rồi, để mẹ nói một câu nè. Đây là cô cũng nói thêm là cô nhà cô không có con gái. Cô rất thích con gái. Mà hôm nay là nếu là con hẹn hò với con của cô thì cô thương con như con gái. Dạ. Còn về vấn đề làm dâu thì rất là thoáng. Tại vì lúc này là bây giờ hiện đại rồi, mình không còn cái mẹ chồng nàng dâu như hồi xưa nữa đâu. Thành ra là cô rất là thoải mái trong vấn đề này. Thì ra con đừng có lo ngại. Dạ. 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 Đó, trời hay luôn rồi. Rồi. Rồi đó. Bây giờ xin phép đặt nụ hôn đầu tiên lên gò má của bạn gái coi nào. Dạ, xin phép chị cho em hôn gái. Dễ thương lắm á. Dạ anh nó run quá, anh run cầm cập luôn. Run quá đúng không? Hai đứa đều dễ thương cả. Dạ. Những cái nụ cười rất là tươi. Và mong rằng tất cả mọi điều may mắn sẽ đến với hai đứa nha. Cái việc gì đó mà nó nhanh hơn nhiều đâu, một phút và tối đa hả? Dạ. Thôi cái này anh khuyên là không nên làm. Còn tật xấu gì nữa không? Khai thiệt. Dạ không chị. Tật đó xấu quá rồi. Mình đã nghĩ tới chuyện hôn nhân chưa? Dạ chắc cũng có chị. Em tên là Bích Thủy, năm nay em 32 tuổi. 32 tuổi? Dạ. Wow, trẻ quá. Em đang làm việc gì, ở đâu? Dạ, nghề của em là kỹ sư cơ khí. Kỹ sư cơ khí dạ. À, dữ nha. Kỹ sư cơ khí nhưng mà em làm văn phòng á, thì nó cũng nhẹ hơn. Rồi, chúng ta sẽ nghe bạn trai giới thiệu sơ lý lịch của mình. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em tên Bình, 32 tuổi. Hiện tại kinh doanh là buôn bán linh kiện máy tính. Hiện ở tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi hiện nay bạn ở đây với ai? Nhưng mà riêng anh. Ở một mình luôn? Em kinh doanh riêng em làm. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ ba anh. Mối tình gần nhất đây là chia tay lâu chưa? Gần 2 năm anh. Lý do? Tại không hợp nhau. Cụ thể về cái gì? Hai người không cùng quan điểm anh. Không cùng quan điểm mà sao tới 2 năm mới phát hiện vậy bạn? Thì khi mà tìm hiểu để đến hôn nhân ấy chị. Thì người ta không chịu gì. Người ta sao? Không chịu chị. Không chịu? Dạ. Lý do tại sao ta không chịu bạn? Thì người ta đang muốn đi làm phụ giúp gia đình đó chị. Coi như bạn gái nó không hợp đúng không? Bạn nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi cho bên đây bạn nữ đang nghe. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết thương người, biết lắng nghe. Còn khuyết điểm em là hay quên chị. Cái lại nữa em rất là dễ tính. Dễ tính hả? Dạ. Dễ tính tức là người ta ai nói gì cũng nghe hết. Dạ cũng tương tự vậy. Có mềm lòng như anh nãy không? Dạ không anh. Thôi mình hỏi bạn nữ một tí. Tại sao mình chưa có bạn trai? Tại em nghĩ là hồi nhỏ em bị sốt bại liệt á. Tuy là bình thường á, nó đi đứng thì nó bình thường nhưng mà nó thẩm mỹ nó không được đẹp cho lắm á. Không, chị thấy bình thường không sao. Em bị sốt nhưng mà dạng cũng nhẹ, với bạn may mắn hơn so với những bạn cũng bị như em. Chào em. Không sao, rất lạc quan, rất tự tin, bình thường. Anh xin chia sẻ một chút xíu này.
cái đó là không may mắn trong cuộc sống. Nhưng mà với xu hướng bây giờ anh thấy những người đàn ông đó, họ cũng không quan tâm về điều đó đâu. Quan trọng là cái tấm lòng, quan trọng là mình cái sự chăm sóc và hiểu nhau trong cuộc sống thôi, không muốn lo gì cả. Trước em cũng nghĩ như anh, bởi vì em mới mở lòng ra yêu hai người. Tại vì trước khi yêu em cũng có nói với người ta, em sợ tổn thương, em hỏi người ta có được hay không. Đó là người ta nói được, nhưng mà yêu một thời gian người ta như vậy, bẵng đi thời gian em không tin nữa. Nhưng mà bây giờ thì có chương trình này nè, em thử coi, thử coi là em có nằm trong cái số may mắn đó không chị. Em cần một người bạn trai như thế nào? Cái yêu thương nhau là chuyện bình thường rồi, cái quan trọng nhất là phải tôn trọng. Rồi em thích bạn trai ăn nhiều quá chị. Giờ anh á, anh là mấy tô mà để vô là múc hết tô này tô kia. Bạn gái rất là xinh xắn, rất là dễ thương, rất là dễ thương mà. Thôi cái đó mình cho qua trong cuộc sống này thì mình nhìn lên không ai, mình không bằng ai, nhưng mình nhìn xuống nhiều người cũng bằng mình lắm. Ha, mình cứ... Em thấy em may mắn lắm chứ. Ừ, có nhiều may mắn trong cuộc sống lắm. Rồi chia sẻ với em nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Bạn trai nghe bạn nữ nói thế thì bạn cảm giác như thế nào? Thì đối với em trong cuộc sống á, có người lành lặn, người không lành lặn. Thì nếu mà biết phấn đấu và sống thì tốt. Chỉ đơn giản vậy đúng không? Phấn đấu sống là hết sức quan trọng. Cái quan điểm của mình trong tình yêu là gì hả bạn trai? Thật lòng, yêu thương nhau, biết chia sẻ, quan tâm. Đơn giản là như vậy thôi. Đúng rồi, bạn bên đây cũng cần như vậy thôi mà. Hồi nãy mình đang chia sẻ thì anh Linh qua tới mình còn ngắt cái đoạn ưu điểm của bạn. Mình nói đang tới tự tin, lạc quan đó. Dạ. Em lạc quan lắm. Với lại em là một người rất là quan tâm gia đình, có hiếu với ba mẹ. Em có ưu điểm vậy thôi. Bây giờ bạn Nam có những cái tật xấu thế nào mình có thể chia sẻ bạn gái bên kia? Dạ, tật xấu của em là hay quên. Với lại nữa là gì nữa? Đi xe đèn đỏ nhiều đỏ. Trời ơi, bên đây người ta mới nói người ta không có thích, không người được bạn nha. Trai mà không chấp hành luật lệ. Cái này là không chào có chị. Được luôn á. Tại sao vượt đèn đỏ đi đâu vậy? Dạ, hả? Vô bệnh viện hả? Dạ không chị. Đi đâu vượt đèn đỏ? Thì em chạy quen rồi chị. Quen cũng không được nữa. Kì vậy? Anh nói đây á, vượt đèn đỏ là một hành vi hết sức là nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng, không chỉ cho mình mà cho người khác nữa. Dạ. Ý, bất kỳ cái điều gì diễn ra thì anh nghĩ rằng không nên vượt đèn đỏ, cho dù có cái gì đi nữa, dù bận biểu hay một cái việc gì đó mà nó nhanh hơn nhiều đâu, một phút và tối đa hả? Dạ. Cái này anh khuyên là không không nên làm. Còn cái tật xấu gì nữa không? Khai thiệt. Dạ không chị. Tật đó xấu quá rồi. Mình đã nghĩ tới chuyện hôn nhân chưa? Dạ chắc cũng có chị. Bao giờ thì mình có thể cuối năm hoặc sang năm sau? Mọi thứ mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Dạ rồi vậy. Về tuổi tác bạn có đặt ra cái chuẩn gì không? Dạ không quan trọng chị. Nếu mà hợp nhau được. Không, mặt rất là dễ thương. Chị tin em đó nha. Dạ. Hôm nay mình có đi với ai không? Dạ đáng lẽ em đi với em gái em mà đi công tác đâu. Còn bạn gái có đi với ai không? Dạ em đi với bạn thân của em. Rồi bạn em đâu? Chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh. Em chơi với Thủy 15 năm rồi. Em không nghĩ là Thủy khiếm khuyết ở cơ thể, bởi vì là ở Thủy có một cái năng lượng sống rất là tự tin, lạc quan. Và Thủy thì đặc biệt rất là chu đáo. Như em thì người vụng về, cho nên đi là Thủy lo cho em từ A tới Á hết luôn. À, vậy. Với lại Thủy quan tâm bạn bè lắm, với lại đảm đang nữa. Thì em nghĩ là đúng là một cái mẫu người mà anh chọn luôn. Thì với lại Uyên thấy anh này dễ thương lắm Thủy ơi. Thấy anh không có ăn mặc không có chỉnh chu á, cho nên em nghĩ anh sẽ không phải là người khó tính lắm. Anh sẽ bỏ qua những cái khiếm khuyết đó của bạn em. Với lại bạn em rất là tự lập, có thể lo được hết mọi chuyện. Dạ, cho nên là em hy vọng là sẽ có đám cưới vào tháng 12. Dạ em cảm ơn. Để chuẩn bị Tết luôn đúng không? Thôi chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Chúng ta sẽ có 2 phút để nói chuyện với nhau. Kéo màn. 2 phút gặp nhau, bắt đầu. Chào anh. Đến trình có quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Anh nói trước đi. Thì đối với em mà trong cuộc sống, một người như em á, thì em nghĩ sao? Nói chung em cũng muốn nó tròn như một người phụ nữ, sinh ra, lớn lên, kết yêu đương, kết hôn, có con. Nhưng mà nếu mà mình không được may mắn thì em thấy mình vẫn vui vẻ sống thôi. Tại em lạc quan lắm. Em thấy cũng tội cho anh, tại vì lỡ mà anh không thích em á thì anh lại mất một cơ hội tìm bạn nữ khác tốt hơn. Em thấy tội cho anh chút xíu vậy đó. Không sao em. Còn ở trên đây thì chương trình tạo cơ hội cho mình
ra ngoài đời mình tìm hiểu nhau mới là quan trọng nhất. Đúng rồi. Bạn trai cảm nhận bạn nữ thế nào? Thấy cũng được anh. Được thế nào cụ thể? Dễ thương. Rất dễ thương chứ. Dạ. Lại nữa cũng rất là tự tin, thoải mái. Dạ. Gia đình anh có mấy người? Hiện tại giờ anh sống với ba mẹ với em gái. Em thích người có hiếu với gia đình anh, có nằm trong cái số mà có hiếu với ba mẹ không? Nói chung cũng có. Theo em thì mình quen nhau á, bao lâu em cưới? Em không có quy định ngày tháng. Cảm giác lúc nào mà mình muốn luôn ở bên nhau thì mình cưới nhau thôi. Cứ yêu đi. Rồi cảm giác thời gian nó tới thì cưới thôi. Vậy cưới xong rồi em cũng mấy đứa con? Em thích nhiều. Bởi vì em thích 3, 4 gì đó. Tại mỗi lần Tết hay là lễ gì á, nhà em vui, cháu chắc rồi nó đông vui, em thích như vậy á. Có đủ khả năng để chăm sóc, để nuôi vợ con không? Dạ đủ. Tự tin ha. Rồi, mọi người nói một câu, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Gặp nhau ở đây á, thì chưa biết nhau gì nhiều. Thì anh cũng hy vọng cho cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ, em cũng hy vọng anh cho em cơ hội. Mình không có nói vậy. Mình hy vọng mình cho nhau cơ hội. Chứ không có nói em hy vọng anh cho em cơ hội. Cơ hội chúng ta đều ngang nhau. Chúng ta cho nhau cơ hội nha. Dạ. Mới đúng nha. Dạ. Nào hãy để tay nút bấm đi các bạn. Nhiều khi là người ta may mắn mới lấy được bạn, một người phụ nữ chăm sóc gia đình. Hồi nãy tôi nghe bạn của bạn nói một câu là đó, em đi mà bạn ấy lo cho em từ A đến Á là quá tuyệt vời rồi. Chúng ta chỉ sợ khuyết tật trong suy nghĩ thôi các bạn, không sợ điều gì cả. Nào, suy nghĩ thật kỹ. Quyết định 3, 2, 1. Chúc mừng các bạn. Tôi thấy bạn trai vừa đếm một người ta bấm liền luôn. Cho anh cơ hội anh. Thì bây giờ có thể là biết quan tâm chia sẻ. Khi mà cái tính chất công việc của em thì em làm liên tục. Dạ. Thì với lại là biết nấu ăn, tại vì em nấu ăn hơi dở. Thì bên đây cũng có nấu mà cũng dở luôn á. Không okay, sao. Có thể ra ngoài tiệm ăn được ạ. À. Dạ. Hai đứa dở nhau thì đâu có. Dạ, dạ với lại dạ, biết có chí cầu tiến chút xíu là biết lo cho tương lai. Dạ, là không có hút thuốc. Dạ không hút thuốc. Dạ không hút thuốc. Có thể nhậu nhưng mà có thể về nhậu với em cũng được, mà nhậu thì nhậu cũng vừa phải thôi. Không, em bên đây là ba dạ. Chai là hết rồi. Bên đây ba chai là hết rồi đó. Còn gì nữa không? Dạ là vậy được rồi ạ. Được rồi hả? Dạ. Rồi bên đàn gái không thích tật xấu gì của người đàn ông? Là tật xấu là hay cầm ràm ạ. À. Tức là không có một câu chuyện mà cứ nói đi nói lại hoài. Là không thích ạ. À. Dạ. Nói gì nữa cơ? Gia trưởng. Gia trưởng. Dạ. Em có thích gặp người yêu mà ghen quá không? Ghen quá thì ghen thì ghen vừa thôi ạ. À. Đừng có ghen quá cũng không có tốt lắm ạ. À. Dạ. Rồi gì nữa không? Dạ. Hết đúng không? Dạ. Rồi để chị. Để chị nãy giờ chưa gặp nhà trai, để chị qua coi coi nhà trai. Coi những gì sao nói chuyện rụt rè. Dạ chào chị. Chào em. Trời đất ơi, mình đàn ông cao to giảm dở. Nói chuyện mạnh mẽ không? Nói chuyện nhỏ xíu à, bên này chị nghe nhỏ xíu à, chị tưởng bên này chắc là nhỏ con lắm. Mắc cỡ. Mắc cỡ hả? Dạ. Chắc vậy quá. Đây nãy em có nói á, tại gặp bạn nữ thì có thể nhiều khi mình muốn nói nhưng mà mình rụt rè, thành ra mình không có nói hết những cái gì trong lòng của mình. Dạ. Rồi, ngồi đi cưng. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ. Em chào anh Linh, chào chị Nam Thư, chào quý vị khán giả ngồi ở phía dưới. Em xin tự giới thiệu, tên Nguyễn Hoàng Khanh. Tên là gì? Dạ Nguyễn Hoàng Khanh. Nguyễn Hoàng Khanh. Nguyễn Hoàng Khanh. Sinh ra và lớn lên ở Bến Tre và hiện tại là đang làm ở Bến Tre luôn. Năm nay em 28 tuổi. Khanh làm gì Khanh? Dạ em làm cho Viettel ở Bến Tre. Hả? Dạ làm Viettel ở Bến Tre. À làm điện thoại đó hả? Dạ mạng viễn thông. À mạng viễn thông. 28 tuổi rồi. Dạ. Bến Tre là ở huyện nào? Dạ ở huyện Châu Thành. Huyện Châu Thành, Bến Tre là ngay vô tới ngay chỗ cái trạm thu phí luôn rồi đúng không? Dạ cái đó là thuộc về Tân Thạch ở huyện Châu Thành. Đúng rồi, nó thuộc huyện Châu Thành mà em ở về xã Phú Định á. Là coi như gần thành phố Bến Tre luôn. Dạ giáp ranh. Giáp ranh luôn. Còn bên đàn gái. Dạ xin chào chú Quyền Linh, chào chị Anh Thư, chào bạn nam bên kia và xin chào toàn thể quý khán giả đang có mặt tại trường quay. Em tên là Thái Thị Yến Nhi, hiện tại em 25 tuổi, nghề nghiệp của em là điều dưỡng và hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Giống bạn nãy quá, cũng điều dưỡng ha. Dạ. 25 ở đây 28, người thì ở Bến Tre, còn có làm bệnh viện nào vậy? Dạ em là con làm ở trung tâm tiêm chủng trẻ em và người lớn ở Phú Nhuận ạ. Dạ.
Rồi, bây giờ mình mời đàn trai giới thiệu một ít về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân nè. Dạ, em xin tự giới thiệu về bản thân. Thì ưu điểm là không hút thuốc. Rượu bia thì trong giao tiếp thì cũng có, nhưng mà một ít thôi, khoảng chừng 2-3 chai à, để giao tiếp chứ không có nhiều. Biết tự tâm lo cho bản thân, biết thích cuộc sống tự lập, là vui vẻ và đồng thích giao tiếp. Còn nhược điểm thì cũng nấu ăn được nhưng mà không có được ngon, với lại cũng nhiều khi cũng nhát tức phụ nữ. Nhiều khi mình có cái suy nghĩ gì đó, mình muốn trong lòng mình có rất là nhiều thì muốn nói, nhưng mà nhiều khi gặp cái mình làm như mình khớp, cái mình tức không biết nói gì luôn. Khớp, đúng không? Dạ đúng rồi. Muốn làm cụ thể là làm mạng viễn thông, là làm cái công việc gì? Dạ em là xử lý sự cố khách hàng trên địa bàn, ví dụ như là nó phát sinh cái sự cố gì đó thì trên cái khu vực của mình phải đi xử lý. Và nó cho thời gian mình xử lý và mình xử lý hoàn thành trong khoảng thời gian đó. Về kỹ thuật hay là về gì? Dạ bên kỹ thuật. Về kỹ thuật tức là về mạng này kia đó. Dạ mạng. Tức là em học từ viễn thông ra. Dạ em học bên công nghệ thông tin. À rồi. Ok, coi như là kỹ sư công nghệ thông tin đó. Dạ. Mời đàn gái. Dạ, ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, biết chăm lo cho gia đình cũng như là yêu trẻ con. Thì có một cái ưu điểm nữa là con có thể hát được nhạc dân ca, bolero. Dạ. Nhược điểm của con là con hơi nóng tính chút xíu trong công việc. Thì có thể nấu ăn nhưng mà nấu ăn hơi dở tí. Thì hai đứa nấu dở đều đó, ăn cũng được ha. Dạ. Bây giờ có gọi là hát bolero, hát bài nghe chơi coi. Dạ. Thì dạ. Quê con sinh ra thì ở Bình Thuận nhưng mà đã về Trà Vinh sống từ nhỏ rồi, theo quê của cha. Thì hôm nay xin gửi đến quý khán giả một ca khúc hát về Trà Vinh, đó là bài Thương về Trà Vinh ạ. Ai về thăm lại Trà Vinh nghe tôi hát mãi. Xin lỗi. Hay đó, hát lại nha. Dạ, hay lại đó. Trời, tại rung quá. Bình tĩnh. Bắt đầu. Dạ, cho con chút xíu ạ. Ai về thăm lại Trà Vinh. Dạ cho các bạn khác cưng, còn bài nào nữa không? Dạ vậy thì mình đổi bài đi ạ. Dạ mình đổi bài một ca khúc của hát về mẹ, đó là bài Anh Bảy Nhớ Nhà. Trời tự nhiên hơi rung quá. Bình tĩnh em dạ, cứ dạ. Hát bài nào em cảm thấy thuộc nhất á. Thôi để bên đây hát trước đi. Dạ nhớ rồi ạ. Đêm nghe con cá nó quẩy đuôi, nhớ quê nhà tình quê tha thiết. Đêm nghe mưa rớt ngoài hiên, anh bảy nhớ mẹ nuôi anh một đời. Anh nhớ Đồng Tháp mùa mưa, mưa trắng trời nước ngập đồng xa. Mẹ chèo xuồng hai bông súng trắng, lót dạ cho anh khi lũ tràn về. Bao nhiêu năm tháng đã dần qua, tóc mẹ bạc bạc theo thương nhớ. Đêm trăng ra cửa mẹ lặng nghe, tiếng tắc kè mà nhớ anh trong lòng. Nay bóng mẹ và con đâu, anh bái ngồi nước mắt chưa chan. Lòng bồi hồi nhớ quê gia diết, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi. Hay xin quá. Cảm ơn ạ. Dạ. Rất hay luôn. Ê đàn trai ơi, bên đàn gái hát rồi, bên đó mình hát đáp lại được không nè? Trà Vinh hát rồi, tới Bến Tre nha. Dạ, Bến Tre. Em cũng xin hát một bài, nhưng mà một đoạn nha. Rồi. Dạ. Một đoạn trong bài Đến Nước. Mẹ nói với anh mẹ rất thương em, hơn vì nết na vô mì ngoan hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu,
Xin em một câu hẹn ước cày người qua mối mai trầu cao. Dạ em xin hết. Ủa mà sao cảm giác như hát giống như là xỉn nhậu mấy xỉn, xỉn đúng không? Người ta làm diễn thông người ta hát không có được, thấy không? Dạ. Chỉ có tinh thần hát là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. À, hai đứa cũng rất là hợp với nhau ở chỗ là cái địa lý đó. Bên đây Bến Tre, dạ. Mình đi qua cầu Hàm Luông rồi đi qua cầu gì đó. Cổ Chiên à. Cổ Chiên, dạ. Rồi tới Trà Vinh rồi. Dạ. Rất là hợp lý luôn nha. Dạ. Bây giờ mình nói chuyện tình trường đi, đàn gái sao? Có mấy mối tình? À, dạ, trải qua 25 nồi bánh chưng rồi nhưng mà vẫn còn ế ạ. Dạ. À, thật sự là chưa có một mối tình nào là chính thức cả. À, chỉ có một cái lúc mà năm lớp 12 học cấp 3 thì có một bạn ngồi kế bên. Thì bạn cũng có thương nhưng mà bữa ngày sinh nhật á, thì bạn tặng cho 1.000 con hạt giấy. Thì qua cái ngày hôm sau thì tại vì em thấy là hiện tại mình cũng còn đi học. Phải lo học và dạ, để lo thi rồi nọ thì cho dù học rất là dở đó thì như thì em mới từ chối bạn là nói là con quýt nít quỷ mà lại giờ này lại yêu đương. Thì sau đó thì một tuần sau thì bạn mới chở một con bé là cuối lớp ở dưới á, chở chạy ngang nhà vậy nè đó. Thì sau từ đó thì hai đứa thì cũng làm bạn thôi, cũng không có yêu gì nữa. Cho nên là chỉ có một cái điểm mối tình nó như vậy thôi ạ. Dạ. Mối tình sâu đậm ghê. Ờ, à, sâu đậm ghê. Mối tình nó hình hằn sâu, vết thương lòng. Rồi sau đó em cũng không có thích ai hoặc là thích đơn phương ai hoặc như thế nào. Chị thấy em là một cô gái rất là sôi nổi mà. Dạ, thì tại vì cái ngành của em chọn là cái ngành điều dưỡng. Thì chị tiếp xúc với là em tiêm cho em bé mà. Chị tiếp xúc với ba mẹ của bé thôi. Và trong cái môi trường làm việc của em thì toàn là nữ. Cho nên là cũng chưa có tìm được cái người mà phù hợp. Dạ. Không, nhưng mà chị, tức là cái môi trường làm việc. Nhưng mà hồi xưa đi học chị cũng có học chung nè. Có học chung nhưng mà học chung cũng nữ nhiều ạ. À, điều dưỡng là nữ nhiều. Dạ, nữ nhiều đó ạ. Tức là khi mà em đi học xong là em ra em vào trung tâm em làm luôn. Chứ không có làm bệnh viện nào trước đó đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Thì em cũng có làm một số phòng khám, phòng mạch nhỏ. Nhưng mà cũng là cũng môi trường là nữ. Tại do cái đặc biệt cái ngành nghề của mình. Rồi mình không thích ai rồi trước giờ, giống như không có thích thì giống như là mình hẹn uống cà phê, cà pháo gì với ai chưa? Nhiều không? Dạ cũng có, nhưng mà mỗi lần hẹn gì thì mấy đứa em ở trong nhà nó ghim, nó chạy theo, nó coi hẹn với ai. Về nhà anh hỏi thì nó lại nói là không có, mà nó biết là anh đó mặc đồ nào rồi uống ở đâu luôn. Thì thật sự là những cái người bạn thôi à, chứ không phải là gọi là có mối tình. Cho nên là người ta thấy gì người ta bỏ trốn. Là cả gia đình quan tâm về dạ, đúng rồi, của em lắm. Quan tâm. Dạ. Nói chung là con đường tình duyên bên kia nó trong veo à. Chưa có gợn sóng gì hết ha. Dạ. Còn Bến Tre thì sao? Dạ em thì hồi mới ra trường á thì cũng có một mối tình, nhưng mà đã chia tay nay khoảng hơn 4 năm rồi. Người đó cũng đã lấy chồng và có con rồi. Thành ra em không có liên hệ gì nữa. Mối tình đó kéo dài bao lâu? Dạ khoảng hơn 1 năm, mà 1 năm mấy tháng à. Sao chia tay? Thì hồi đó mới ra trường mà nên chưa có điều kiện á. Rồi cũng bạn nữ thì lại muốn cưới, lúc đó em chưa có điều kiện, chưa có tiền thì bạn nữ đi lấy chồng. Lúc bạn nữ đám cưới biết không? Dạ biết. Có đau lòng gì không? Dạ thôi thì người ta đã đi lấy chồng rồi thì cũng thôi, chứ cũng hơi buồn chút xíu à. Thấy phụ nữ lên xe hoa đó, người yêu mình lên xe hoa đau lòng lắm. Dạ. Vậy là cũng chưa có yêu gọi là sâu đậm lắm. Dạ, thì mới vậy. Cũng có thể là chưa sâu đậm lắm. Chưa sâu đậm lắm. Thôi được rồi, cái đó là những cái mối tình thời học sinh thôi. Dạ, thời học sinh, sinh viên thôi. Sinh viên thôi, chưa có gì hết. Bây giờ ta bắt đầu một mối tình mới. Một mối tình mà coi nó là một cái điểm để chúng ta có thể bám víu vào nó để tìm hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Dạ. Em gái, em muốn tìm người đàn ông thế nào? Dạ, em muốn tìm một người đàn ông là anh cao hơn em, là cao hơn 1m65 ạ. Có cao. Dạ. Chân thành, có thể là biết quan tâm chia sẻ. Khi mà cái tính chất công việc của em thì em làm liên tục. Dạ. Thì với lại là biết nấu ăn, tại vì em nấu ăn hơi dở. Thì bên đây cũng có nấu là cũng dở luôn đó. Không ok sao. Có thể ra ngoài tiệm ăn được ạ. À. Dạ. Hai đứa dở nhau thì không có. Dạ, nào. Dạ với lại dạ có chí cầu tiến chút xíu ạ, à, lo tương lai. Dạ là không có hút thuốc.
Dạ không hút thuốc. Dạ không hút thuốc. Có thể nhậu nhưng mà có thể về nhậu với em cũng được, mà nhậu thì nhậu cũng vừa phải thôi. Không, em bên đây là ba chai là hết rồi. Bên đây ba chai là hết rồi đó. Được không? Còn gì nữa không? Dạ là vậy được rồi ạ. Được rồi hả? Dạ. Dạ. Rồi bên đàn gái không thích tật xấu gì của người đàn ông? Đó là tật xấu là hay cầm ràm ạ. Tức là có một câu dạng chuyện mà cứ nói đi nói lại hoài là không thích ạ. Dạ. Rồi gì nữa cưng? Gia trưởng. Gia trưởng gì dạ nữa? Em có thích gặp người yêu mà ghen quá không? Ghen quá thì ghen vừa thôi ạ. Đừng có ghen quá cũng không có tốt lắm ạ. Dạ. Rồi gì nữa không? Dạ hết đúng không? Dạ. Rồi để chị nãy giờ chị chưa gặp nhà trai, để chị qua coi coi nhà trai coi những gì sao nói chuyện rụt rè. Dạ chào chị. Chào em. Trời đất ơi, mình đàn ông cao to giảm dở, nói chuyện mạnh mẽ lắm, nói chuyện nhỏ xíu à. Bên này chị nghe em nhỏ xíu à, chị tưởng bên này chắc là nhỏ con lắm. Mắc cỡ. Mắc cỡ hả? Dạ chắc vậy quá. Đây nãy em có nói á, tại gặp bạn nữ thì có thể nhiều khi mình muốn nói nhưng mà mình rụt rè, thành ra mình không có nói hết những cái gì trong lòng của mình. Rồi. Dạ để ngồi thử hay sao? Ráng dạ lên. Cái mẫu người con gái mà em thích là như thế nào? Mẫu người dạ yêu em đó thích là một người thành thật, vui vẻ, hòa đồng và có công việc làm ổn định, vậy là được rồi. Vậy thôi. Dạ. Một vui vẻ, hòa đồng, có người ổn định. Dạ vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm. Ngoại hình thì cân đối, dễ nhìn chút xíu là được rồi. Hả? Dạ ngoại hình cân đối, dễ hình, dễ nhìn thôi, dễ nhìn chút xíu là được. Cân đối, dễ nhìn. Dạ. Tính cách hòa đồng, vui vẻ. Vui vẻ. Vậy điều gì mà em ghét nhất ở phụ nữ? Em không thích nó là người đó thiếu sự thành thật và nói dối thôi. À, dạ có gì thì mình cứ thật lòng mình cứ nói đi, còn người kia thấy sai thì sửa. Chứ, em có ghen không? Dạ không. Em không ghen luôn? Không. Bình thường em thấy bình thường, nếu mình đã tin tưởng nhau thì mình ghen làm gì nữa. Tức là bây giờ ở dưới quê là em ở gia đình đúng không? Ở dạ em ở với cha mẹ. Cha mẹ. Nhà mình đông anh em không cưng? Có một người chị mà chị có chồng rồi nên hiện tại là ở chị có một mình thôi. À chị là chồng. Út. Là Út, em là Út đúng không? Em là Út. Rồi ví dụ như mà bây giờ mình tiến tới thì bao lâu là mình bắt đầu mình xác định là mình tiến tới xa hơn? Em nghĩ là bạn nữ khi đồng ý thì chủ yếu là do bạn nữ bên kia như thế nào, muốn thời gian mình quen nhau bao lâu rồi đi đến hôn nhân thôi. Còn em thì đơn giản lắm, thì trong vòng năm nay cũng được hoặc là năm sau cũng được chứ không có gì hết. Rồi cảm ơn em. Còn cưng ủa khoan, để cho bên kia qua bên để, qua nè, coi đàn gái coi sao nha. Nhìn đàn gái một cái là xỉu liền. Dạ chào chú Quyền Linh. Dễ thương chưa? Dạ. Điều dưỡng sao mà dễ thương dữ vậy trời. Dạ cảm ơn. Mày bệnh nhân gặp chắc hết bệnh luôn á. Vậy mà ế không có mối tình nào trơn, thiệt tình luôn á. Tôi đàn trai tôi thấy tôi chịu liền luôn á. Thiệt mà. Thiệt. Như vấn đề chỗ này nè. Dạ. Là mình lấy nhau về Bến Tre ở đúng không? Phải làm dâu đó. Được không con? Dạ nếu mà hợp nhau thì có thể là theo chồng về cũng được ạ. Ừ, theo chồng vậy là được ha. Dạ. Làm dâu với quê. Không phải quê đâu, ở Châu Thành sát bên Bến Tre thôi, giáp ranh luôn. Dạ. Từ đó về Trà Vinh gần sách à. Dạ. Được ha. Dạ. Rồi con ghét gì của người đàn ông nhất nào? Thật con, xấu nói chung con là con nói luôn. Con ghét là hút nhiều đó. Rồi không có gì hết. Dạ. Không có biết quan tâm chia sẻ cho người phụ nữ. Dạ. Đàn trai thì quan tâm dữ lắm luôn, chia sẻ cũng dữ luôn á. Hiền lắm á. Dạ. Rồi hay khó chịu bực dọc khi mà gặp, tức là họ sao? Họ nóng tính. Tức là con đã nóng tính rồi thì mà họ về họ nóng tính nữa thì hai người là cãi nhau suốt ngày. Bên đây không có nóng tính đâu. Dạ. Không. Bên đây nguội ngắt à. Em nóng không nổi với bên kia luôn á. Em nóng cái nào bên kia nguội gì cũng đá vậy đó. Bên đây mà nóng mà, bên kia. Dạ. Bên kia nóng hơn, bên đây sụi lơ. Mình tôi biết mà. Bên đó thấy im quá. Dễ thương lắm, bên đây cô nói không dám nói hiền nữa. Dạ dạ. Rồi thôi được á. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân sau cho hai đứa gặp mặt nha. Dạ. Con đi với ai vậy? Dạ con đi với cô của con với các em ạ. Cô hả? Dạ. Chào cô. Chào dạ. Đàn gái. Dạ chào khán giả và chào hai MC. Em là cô Tư của cháu Yến Nhi. Theo như cô thì thấy cháu bên đây rất là hiền. Nếu mà được thì hai đứa cho cơ hội để tìm hiểu với nhau. Hãy tiến đến.
Cô có chịu là chàng rể này không? Bên đây cháu nhìn thì hiền đó. Dạ, dễ thương. Út quá. Dạ, riêng thì bé Nhi đây thì cháu đó rất là ngoan và hiền và hiếu thảo trong gia đình lắm. Mê công việc lắm. Sống thì hòa đồng vui vẻ. Rồi vậy là dạ. Chịu ha, ủng hộ ha cô ha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Thằng trai đi với ai? Dạ, đi với anh Dễ, anh Hai với Dĩ Út ngồi đây. Rồi. À, chào khán giả, chào anh Quyền Linh, hai MC. À, đây là Dĩ Út. À, thấy ở bên đây cũng cháu bên đây cũng được, thấy cũng thích hợp với cháu bên đây. Thế, hai cháu cũng thế, cũng tiến tới cũng cũng được. Được không? Dạ thấy cũng được. Vì thấy cũng được hả? Dạ. Cháu bên đây thì nó cũng hiền. Dạ. Dạ xin hết. Cháu bên đây cũng hiền, cháu bên đây cũng hiền mà dì cũng hiền quá. Dì cũng được. Dì cũng... À, nói chung là dân miền Tây dễ thương quá à. Bên cô bên dì ai cũng dễ thương hết trơn á. Cháu bên đây cũng được mà cháu bên đây cũng được mà cháu nào cũng được. Nói chung cứ có cháu là được. Rồi cảm ơn sự ủng hộ của dì với cô ha. Bây giờ là cho hai cháu nó gặp mặt đi. Dạ. Coi cháu nó làm sao rồi mình bắt đầu nấu cháo. Mở rào. Bắt đầu đi hai cháu. Dạ. Chào anh. Em có quyển sách này tặng em. Dạ. Dạ có một dòng thơ cho anh đọc nha. Dạ. Đọc. À, tâm tư anh gửi vào tan sẽ tắng. Không biết là em có biết hay không. Một phút mất em, lòng anh thấy chóng vắng. Đời này anh không thể thiếu em. Thế dạ. Là anh tự sáng tác. Dạ, cảm ơn anh ạ. Thôi dạ, hay ạ, em gửi anh cái này. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. À, bạn trai tặng cho bạn gái sách. Dạ. Thơ hả? Rồi có đọc một câu thơ, đoạn thơ nữa. Trời ơi. Ai nói hiền đâu trời. Vô biết đọc dạ, thơ lấy lòng. Dạ, mà. Còn bạn gái mình tặng gì cho bên đàn trai vậy? Dạ, em tặng cho anh một cái ly uống cà phê buổi sáng. Thì khi mà anh mở ra thì anh có thể là nhớ đến em. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Mỗi lần uống cà phê là anh sẽ nhớ đến em. Dạ. Giống như Trương Chi có cái ly mở ra hết á. Thấy em có quan niệm gì về cuộc sống hôn nhân không? Dạ, tình yêu á thì theo em là đúng duyên đúng nợ. Đúng cái thời điểm và đúng cái sự bao dung che chở thì đó là một tình yêu đẹp. Còn anh nghĩ á là không ai á mà sinh ra mà đã hợp nhau hoàn toàn, mà mình phải biết thông cảm và hiểu và phải chấp nhận được cái những cái mà người ta giống như là những cái nhược điểm của người ta, rồi từ đó người ta mình nói ra thì người ta sẽ cố gắng vì mình mà thay đổi để mà hoàn thiện mà tốt hơn. Dạ. Thì mình phải biết quan tâm chia sẻ với nhau. Tại vì nhiều khi mà mình đến hôn nhân á là không chỉ có anh với em, mà phía trên á còn có cha mẹ là ở phía dưới á. Sau này nhiều khi chúng ta có con cái nữa thì cũng phải biết quan tâm chia sẻ và cố gắng phấn đấu để mà có được cái cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nhiều hơn. Dạ. Anh có nghĩ gì khi mà yêu xa như vậy? Tại vì hiện tại thì công việc của em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh á. Thì anh ở Bến Tre thì không biết là anh có thể là gặp em là bao lâu một lần ạ? Thì có thể là cuối tuần anh lên. Còn hoặc là những ngày dịp lễ hoặc là những cái ngày nào như là ngày nghỉ gì đó. Thì anh sẽ tranh thủ được thì anh chạy lên đây. À, anh nghĩ là một tuần anh nghỉ mấy ngày? Một tuần một ngày. À, một tuần một ngày. Là bất kỳ hay sao ạ? À? Hay là cuối một tuần ạ? Bất kỳ anh có thể nghỉ bất kỳ ngày nào cũng được. Sắp xếp đúng rồi. À? Tại do mình sắp xếp thôi. Dạ. Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh cũng gần lắm. Bây giờ đi đường cao tốc cực kỳ nhanh luôn. À. Dạ. Còn là bên đàn gái bao lâu mới về quê một lần? Dạ tầm 3 tháng về quê một lần. Ở dưới quê còn ai dưới? Dạ ở dưới quê còn ba mẹ thôi ạ. Em rồi, trai. Rồi đáng lẽ còn ba mẹ phải tháng về 2-3 lần chứ. Mà dạ. Về Trà Vinh thì chắc chắn phải đi qua Bến Tre. Dạ. Để đàn trai khỏi đi. Lời. Dạ. Nói chứ hợp lý đó. Dạ. Chắc chắn rằng đến đây mỗi tháng lên lần 2 lần
cái hai tháng ở trên đây đi về quê đi ngang Bến Tre rủ về một lần. Coi như em khi mà 5, 6 lần. Dạ. Khi mà em về Tà Vinh thì em cũng phải qua cầu Bạch Miễu rồi qua Châu Thành nè, thì nhận ở đó ở giáp bên giáp với thị xã luôn. À, dạ. Nếu có dịp về đó khi nằm về quê thì em có thể ghé nhận chơi. Dạ, bữa em có chạy xe mà bị lạc vô thị xã luôn, chạy vòng vòng. Anh đi xe máy vậy đúng không? Dạ, đi xe máy. Rồi, xe máy thì nó cơ động hơn, em có thể ghé nhà anh được. Dạ. Có dịp nào về thì ghé anh. Dạ, okay. Rồi, mình đã nói về quan điểm về tình yêu nè, rồi quan điểm về hôn nhân nè, rồi tiến tới hôn nhân cưới nhau về, rồi sinh con trai trước hay con gái em trước. Nghĩ là nếu mà mình cho nhau cơ hội để mà bấm nút để mà tiến tới á, đi xa hơn á, thì tầm khoảng bao nhiêu lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, thì ba mẹ em rất là thích chương trình, là fan cuồng của chương trình luôn. Thì ba mẹ có câu bói là, ông thầy bói nói 26 tuổi là con lấy chồng, chắc phải làm theo lời thầy bói thôi. Dạ, một năm nữa ha. Dạ, năm nay là 25 rồi ạ. Dạ, có thể nếu mà được thì năm sau. 26, một năm thì anh cũng nghĩ là đó là thời gian cũng được, hợp lý á. Dạ. Anh thì đơn giản sao cũng được. À, anh dễ quá. Không, anh nói thật mà, sao cũng được. Nói chung là anh thì thấy em như thế nào? Anh thấy em thì hiền, vui vẻ, dễ thương á. Dạ. Thì có thể là hợp với anh á. Dạ, vậy cảm ơn mình anh. Cùng bao bấm nút luôn nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi mình nói một xíu về chuyện con cái nha. Cưới về rồi trai trước con gái trước rồi tiền ai giữ? Em thích con gái hay con trai? Em thì con trai hay con gái gì cũng là con cả. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự là tại vì nhà em thì rất là ít con nít, cho nên nếu mà được thì có thể là đủ điều kiện thì mình có thể xin nhiều, tầm 3-4 đứa gì cũng được. Nhưng mà kế hoạch thì chỉ có 2 thôi ha. Dạ. Mình nói về quan điểm về hôn nhân với nhau đi. Gia đình thế nào, hôn nhân thế nào, quan điểm của mỗi bên. Cha mẹ em có khó gì không? Cha mẹ em thì nói chung cũng rất là dễ, cũng không khó lắm. Cha mẹ em cũng dễ lắm. Dạ. Hiện tại anh ở chung với ba mẹ luôn. Đúng rồi, ở chung với ba mẹ, tại anh là con út mà. Tại anh làm ở Bến Tre luôn. Ở thì nhà cũng gần thị xã, thành ra đi làm xong rồi về nhà. Thì cách đó cũng có mấy cây số, 10 cây. Tầm khoảng cỡ đó. Dạ, út. Có út. Tức là về phải làm dâu đúng không em trai? Dạ. Em có muốn về không? Tại vì Bến Tre thì nó cũng có bệnh viện lớn. Nếu mà em chuyển công tác thì nghĩ là chắc cũng được mà, phải không? Dạ. Dạ, cũng có thể là tại vì cái ngành điều dưỡng của em á, thì hiện tại ở dưới quê thì khó, rất khó kiếm việc làm. Ở thành phố thì có nhiều cơ hội công việc hơn. Cho nếu mà ở tên này là em ở đâu? Em ở Gò Vấp. Ở Gò Vấp à? Dạ đúng rồi. Là ở trọ luôn hay sao? Em ở trọ, em ở chung với người em trai của em. Dạ. Là bệnh viện nào? Dạ, ở trung tâm tiêm chủng ạ. Trung tâm tiêm chủng Phú Nhuận. Dạ. Không thì cái mình quá tìm với nhau á, thì mình sẽ tìm hiểu và có đi đến quyết định. Dạ. Thì cái đó nào một cái thời gian đó thì mình sẽ có quyết định là về quê hay là mình cư trú ở đâu, mình định lập nghiệp ở đâu á. Dạ. Thì cái đó cũng là quyết định của mình thôi, anh tôn trọng quyết định đó. Dạ. Rồi chúng ta nói về cái quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi đứa đi, rồi mình sẽ tiến hành bấm nút để cho hiểu nhau hơn thôi. Khi mà như em nói rồi đó, thì em rất là không thích người đàn ông là càm ràm hay là nói tới nói lui một cái chuyện gì đó. Thì không biết là anh có vậy không? Không, không có. Khi mà anh nóng tính lên thì anh làm gì? Thường làm gì? Nóng tính thì nó có nóng tính lắm. Ít có nóng tính lắm hả? Không có. Dạ. Em nóng tính lên là em hay la lên. Em la thì anh nghe rồi thôi. Chứ đâu có gì đâu. Ngồi nghe đúng không ạ? Ngồi nghe, la thì mình nghe. Dạ rồi. Thì tốt đó, cứ ngồi nghe đi em. Cao lắm, phụ nữ đánh mình thôi chứ làm gì đâu. Dạ, thì đâu có gì đâu thì. Nếu lỡ phụ nữ đánh em thì sao? Dạ em chạy. Đi chạy. Dạ. Thôi, bây giờ thế này nè, em bỏ sách xuống đi. Hai người đến nắm tay nhau để cảm nhận về nhau 30 giây. Sau đó chúng ta sẽ quyết định bấm nút hay bấm nút nha. Chúng tôi tạo mọi điều kiện cho các bạn để các bạn có thể hiểu nhau và cảm nhận về nhau nhiều hơn. Đứng lên đi em. Đó. Cho anh nắm tay em cái nha. Đó. Chúng ta nói gì với nhau đi, nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau. Chúng ta có 30 giây để thể hiện tình cảm thì, của mình. Anh nói rồi là
trong cuộc sống này không ai đã sinh ra là hoàn toàn hợp với nhau 100%. Mình phải đồng cảm và hiểu và quan tâm chia sẻ với nhau thì mới tồn tại lâu dài được. Ừ. Thì gia đình nó mới hạnh phúc. Chỉ dạ. nói vậy thôi. Còn em có nói gì không? Dạ, nói chung là em cũng đã nói rồi. Cái tình yêu đó là cần cái sự chân thành, sự quan tâm chia sẻ giữa hai bên, thấu hiểu lẫn nhau. Còn cái việc khoảng cách thì có thể là mình sẽ xem xét lại, có thể quyết định. Nói chung là tình yêu lớn, đủ lớn thì cái khoảng cách nó không cần là vấn đề gì hết. Khoảng cách, thời gian để lý thì nó không phải vấn đề hết. Chủ yếu là tình yêu mình nó có đủ lớn để mà vượt qua cái đó hay là không thôi. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, anh này mỗi lần nói chuyện là cứ cảm thấy như anh thì thào vậy ha. Sao nóng tính được ta mỗi lần cái lộ. Để tao bấm đi các bạn. Anh Linh. Hả? Hả? Một đầu. Không thể cãi nhau được đâu. Không thể cãi nhau. Phụ nữ đánh thì mình chạy. Rồi. À, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm ha. Nãy giờ cũng trao đổi, cũng nói chuyện với nhau, cũng hiểu nhau phần nào rồi. Đây cưng. Đây. Rồi. Kiểm tra lại con tim mình nào. Một nửa móng duyên, móng dáng, móng đáng đồng tiền bên kia có phải là một nửa yêu thương của mình không? Nếu đúng là một nửa yêu thương thì đừng ngần ngại, bấm nút liền tay. Còn nếu đó không phải là một nửa yêu thương của mình thì không sao cả. Dành nút bấm đó cho quý vị khán giả đang xem truyền hình, dành cơ hội cho những người khác nha. Rồi, 3, 2, 1. Hết thời gian. Rất nhanh. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng các bạn. Bỏ túi luôn đi. Rồi. Nắm tay nhau nào. Dạ. Mình nói gì với cô đi. Xin phép cô. Dạ, xin phép cô cho con được tiến xa hơn với em Nhi. Dạ, dạ được quan tâm và chăm sóc em Nhi đến suốt đời. Dạ, con cảm ơn. Nói về cái gì đi. Dạ. Con cũng xin phép cô là được nắm tay với anh. Được hẹn hò. Được hẹn hò cùng anh. Dạ. Hay lắm đó. Nào, hôn nụ hôn đầu tiên đi các bạn. Cho anh hôn cái nha. Trời ơi. Em không dám nhìn luôn, em ngại, không dám nhìn luôn á. Dễ thương lắm đó. Dễ thương. Cứ như thế nha. Dạ. Một cái nụ cười phải nói tỏa nắng, một cái sự nhẹ nhàng của chàng trai, ấm áp của chàng trai. Anh nghĩ rằng hai trái tim này sẽ kết nối lại với nhau rất là tốt. Nhớ giữ mãi và phát triển nó. Điều ngày nào đó các bạn đến đây thông báo với Quyền Linh với Nam Thư rằng tụi em chuẩn bị cưới nhau. Dạ. Anh rất thích câu đó nha. Dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc. Và những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Nhân Thắng. Dạ, cảm ơn bạn. Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng. Tôi sao vậy trời? Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng. Và đặc biệt hơn nữa là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu đồng được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry nếu như các bạn thật sự tiến tới hôn nhân. Đây, gửi tặng em. Và hai cái voucher giảm giá 50% của máy lọc nước Yakio gửi tặng các bạn. Cứ nắm tay, đừng buông tay ra. Chúng tôi luôn luôn muốn các bạn nắm thật chặt tay nhau và đi vượt qua những cái giông bão cuộc đời, vượt qua những khó khăn để tìm đến hạnh phúc. Đây, còn đây là quà của anh ảnh tặng cho em đó. Rồi bên kia có quà anh lấy giùm anh. Cái gì đây? Bây giờ mình chưa xem. Cái ly. Một cái ly uống nước. Và hy vọng rằng khi mở ly ra thấy hình cô gái ấy, đừng thấy hình ai nhá. Dạ. Nhớ đổ nước vô mới thấy hình. Không đổ nước không có thấy hình. Đây, dạ, giữ lấy. Hai đứa về đổ nước uống chung, thấy hình hai đứa luôn. Dạ. Chúc hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn hai bạn. Rồi. Nắm tay nhau, đừng buông tay nhau. Cứ nắm thế. Trà Vinh và Bến Tre, từ nay chúng ta kết thân với nhau và yêu nhau đến suốt cả cuộc đời. Chúc cho các bạn trẻ cứ như thế. Chúc các bạn trẻ sẽ tìm được nửa yêu thương của mình với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc cho tất cả chúng ta hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Như vậy là trong tập này chúng ta đã kết nối được hai cặp đến với nhau. Hy vọng là họ sẽ sớm báo tin vui đến với anh Quyền Linh và Nam Thư. Anh 16. Chính mốt là con gì? Dạ gì? 86 là con gì? Dạ hồ. Cặp về. Anh chào chị. Sinh năm 86 luôn. Dạ vâng ạ. Trời ơi, em thích gái tụi con gì? Em có coi tuổi gì? Dạ, em thấy con gái 90 đổ đi.
Vậy là 91 là hợp rồi phải không? Vô được không? Rồi. Cao dữ nha, tôi đứng đứng bên coi coi coi. Cao nhiêu? Là 1m7. Cứ 1m7 mấy. Mấy mấy tại vì chắc thiếu ăn chút phải không? Vâng. Có nuôi đúng không? Ủa rồi mấy vậy? 7 7 7 7 8 gì đấy. Nè, chân nó chút xíu à. Nó cao thì thôi, ngồi xuống đi cưng trời ơi xuống không nhỏ. Ờ cắm sờ vào hiện vật. Ý có sức khỏe không? Có chứ. Công việc của em thì cũng có yêu cầu chút sức khỏe. Nhiều khi mình leo trèo lên công nhân mình kiểm tra ấy. À, có leo trèo thì cũng khỏe ha. Vâng. Cũng có đá banh, đá bóng rồi. Bây giờ tập trung cái em gọi là tập trung cái tình cảm cái tâm vô chút xíu cho bạn gái chút xíu nha. Hiện tại gom hết tâm về một chỗ rồi. Vâng. Trần Linh xin chào chị Cát Tường, xin chào toàn bộ quý vị khán giả và người chơi bên kia. Em tên là Trần Bá Tuấn, em hiện nhà Hà Nội và hiện tại đang làm việc ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở trong công ty logistics làm về công nhân nơi. Nó lớn xíu em ơi, không nghe được. Vâng ạ. Bạn ấy tên Tuấn đúng không? Vâng, Trần Bá Tuấn. Trần Bá Tuấn, bao nhiêu tuổi? Dạ em 31 tuổi. 31 tuổi. Làm về công ty về container. Vâng. Nhưng nhiệm vụ cụ thể là làm gì? Em chủ yếu là giám định container. À. Đấy. Rồi chúc bạn giám định container giùm tôi luôn nha. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở Hà Nội ạ. À. Rồi. Hiện tại mình làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không bạn? Vâng, em hiện tại làm ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả, bạn trai bên cạnh. Em tên là Bùi Thị Diễm. Hiện đang làm việc và ở sinh sống tại Bình Dương. Em đến từ Quảng Ngãi. Dạ em 27 tuổi ạ. À. Hiện nay em đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên văn phòng kế toán ạ. À. À. Dạ. À, em đang sống ở Bình Dương. Hôm nay mình lên đây tham gia chương trình rồi mình về Bình Dương lại. Dạ. À, trước tiên là một người thành phố Hồ Chí Minh, người Bình Dương thì không biết là bạn trai có ngại đường xá xa xôi gì không ạ? Không, em ở quận 9 thì qua Bình Dương chắc cũng gần đấy. Đúng không? Vâng. Rồi, mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Dạ, em xin được phép giới thiệu là điểm mạnh của em đó là một người gái bao dung, vị tha, hiền, dễ chịu. Là một người khá uy tín, được mọi người tin tưởng. Còn về nhược điểm của em thì... Sao mà có khá là có những lúc cũng không có uy tín hả? Dạ không, không. Thì mình em dùng được uy tín thôi, mình bỏ chữ khá đi. Dạ, đúng rồi. Khá uy tín con nghe ghê. Rồi gì nữa em? Về nhược điểm của em thì em là một người hay áp đặt những cái việc mà bản thân mình không thích nhưng mà áp đặt cho bản thân mình làm. Ủa là ví dụ cụ thể sao em? Ví dụ như là lúc trước em đi học đại học á, em ở ký túc xá với bạn em thì ở trong phòng á khuya rồi bạn đó đi học bài. Mà em cũng là học bài, lúc đó em buồn ngủ lắm rồi. Em muốn là mình đi ngủ thôi, không muốn học bài nổi nữa. Nhưng mà em thấy bạn bên cạnh là người ta học bài thôi, mình vẫn cố gắng. À. Mặc dù không thích học bài, nhưng mà vẫn cố gắng học bài. À. Tới lúc mà bạn á, ngủ hồi nào mình cũng không hay luôn. Tới giờ mà mình quay qua bạn, mình thấy bạn ngủ rồi, mình kêu ôi may quá, may mà là bạn ngủ rồi mình mới được phép là đi ngủ. À. Đó. Bây giờ cũng vậy, trong công việc cũng vậy. Em thấy người ta hay phục người giỏi, em thấy người ta làm giỏi lắm, lại bản thân em cố gắng làm thử như cái đó thì tốt chứ, cái đó sao gọi là yếu điểm, cái đó là phải là ưu thế của mình. Nhưng chứ. Mà nhiều khi gây cho bản thân mệt. Bản thân mình mệt. Dạ. Tức là hay áp đặt cái chuyện mà mình không thích đúng không? Dạ. Một hồi em thích thì em nói thích nha, đừng không thích em đừng áp đặt em bấm nha. Bạn trai thì sao? Ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì em khá hòa đồng trong, nói chung em đi đến đâu cũng có thể là làm quen và chơi thân được cả mọi người, từ lớn hay là trẻ con, từ người già trẻ con em được rất là nhanh quen và thân được. Đấy. Ngoài ra ưu điểm của em thì cay có tay lẻ, ví dụ sửa chữa những cái đồ linh tinh, nấu ăn hay là làm gì em làm được hết. Còn nhược điểm của em thì em hơi làm biếng. Cho nên là đôi khi là những cái ưu điểm không phát huy được. À, có nghĩa là cái hay gì làm cũng... lặt vặt mà nhược điểm làm biếng thì thôi khỏi làm luôn rồi. Cái gì cũng biết làm mà làm biếng, không làm thì cũng như không. Lúc nào có động lực thì mình làm rất là tốt. Có động lực đúng không? Vâng, chỉ cần có cô gái bên kia sẽ làm động lực cho bạn. Rồi. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Hiện tại mới sợ nhất là từ hồi cấp 3, còn sau đấy thì cũng dăm mối tình nhưng mà nó... Nhiều dăm mối tình là bao nhiêu? Khoảng 5 đến 7. Ôi trời. Nhưng mà kêu bằng dăm. Nhưng mà toàn là thường là mối tình tầm 2-3 tháng. Dăm mối tình 2-3 tháng? Vâng, cứ 2-3 tháng, có cái 6 tháng. Nhưng nói chung là... Không có mối tình nào sâu đậm hết hả? Dạ không có sâu đậm. Sao yêu nhanh quá vậy, rồi chia tay nhanh quá vậy? Em chắc tính em hơi ham chơi và vô tâm.
vô tâm. Vâng. Ham bây chơi giờ có tâm chưa em? Tâm thì phải xem lại. Bây giờ đang hết rồi. Bây giờ có tâm rồi. Rồi. Em muốn lấy vợ chưa em trai? Dạ em muốn lấy rồi, muốn lấy lắm rồi. Muốn lấy lắm rồi thì ráng gom gom cái tâm vô nha. Chứ dạ, nói thiệt phụ nữ rất là ghét đàn ông vô tâm. Thì tôi cũng vậy nữa, kiếm hoài không có người đàn ông nào có tâm mới ế luôn tới giờ đó. Nghe vô tâm là không có khoái đâu, phải tập trung, phải lo lắng cho bạn gái, chăm bây sóc giờ tâm có tâm xíu. Lại rồi đó. Vâng, bây giờ có tâm rồi chị ơi. Mới nói miệng à, tôi đâu có tin ổng, ổng làm biếng lắm. Rồi em có bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra thì từ trước giờ thì có rất là cũng 3 đến 4 đối tượng tìm hiểu em. Dâm. Không. Tìm hiểu em thôi, còn về tình yêu á thì em chưa có yêu ai hết. Chưa có bắt đầu chính thức một tình yêu từ nào hết. Từ đó đến giờ luôn á. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thích gần để đi biết, cũng có gọi là có sự cảm nhận về mùi vị của yêu là như thế nào rồi. Đúng dạ đúng rồi. Nhưng mà em thấy không có hợp. Em rất là kỹ tính. Cái nhược điểm của em ở chỗ đây là nữa là em rất là kỹ tính. Em kỹ tính nhưng mà em rất là dễ tính. Rất là kỹ tính, rất là dễ tính. Ví dụ như thế này nè. Sao nó rối quá. Rồi sao? Kỹ tính là sao mà dễ tính là sao? Ví dụ kỹ tính là như thế này nè. Em nói là một cái việc đó em sẽ không nói cho bạn em nghe. Quyết nghĩ là mình nói ra là nó sẽ ảnh hưởng tới điều này điều kia là không có nói. Nhưng mà chạp nói chuyện á, bạn hỏi em cũng nói đó là dễ tính. Hoặc là ví dụ như là cái đó là dễ tính gì, cái đó nhiều chuyện chứ. Không, mình kể chuyện của cái mình. Cái chuyện quan trọng mà mình không kể, người ta hỏi mình kể là mình nhiều chuyện. Rồi sao nữa? Không, em không thích nhiều chuyện đâu. Hoặc là rồi dễ tính là sao? Dễ tính ví dụ như làm gì ai mình không thích ăn có quán ăn đó nhưng mà bạn bè nó rủ mình vô ăn á. Hôm đó đi chơi bạn bè rủ mình vô ăn á, thì cũng đi cũng được thôi. Thôi bình thường. Sao cũng được. Sao cũng được. Rồi em có ghen không? Trong tình yêu em có ghen không? Dạ thật sự ghen thì nếu mà yêu là em phải ghen ấy. Yêu là dạ. Ghen. Mà dạ. Đó giờ chưa yêu. Dạ đúng rồi. Ý là mình cảm thấy là những cái đối tượng mà tìm hiểu mình á không có phù hợp á. Nên là ngay từ đầu em chơi với bạn bè thôi chứ em không có tiến sâu hơn nữa. Rồi bây giờ nói tóm gọn lại là chưa có một mối tình chính thức nào. Dạ đúng rồi. Chúc mừng bạn trai. Hồi nãy bạn gái bên kia có nói câu gì là bạn chỉ mới cảm nhận về tình yêu thôi đúng không? Sơ sơ thôi. Sơ sơ thôi hả? Dạ. Có nghĩa là sao bạn? Sơ sơ là sao? Tức là đang trong quá trình tìm hiểu anh. Có nụ hôn đầu đời chưa? Thì cũng có chấm chắc có rồi đó thôi. Nhưng mà chưa có gọi là chưa có yêu loại làm dạ chưa có thể là thể hiện hết cái tình cảm của mình cho người khác cảm nhận. Pháo coi phim nắm tay nắm đồ thì dạ. Cũng được rồi cũng có đúng không? Dạ. Nắm tay chứ nắm đồ là gì? Đó thì ta nói vậy thôi. Sao được không nghe bạn gái bên nghe được diệt diệt luôn à, được. Vâng. Rồi mẫu người bạn gái của em cần tìm là như thế nào? Mẫu người bạn gái của em thì không được quá gầy, nếu mà ngoại hình nhìn dễ thương chút, cao cỡ 55 đến 65 là được rồi. Đấy, mặt nhìn phúc hậu một chút, mà nhìn nói chung là phúc hậu giống giống chị Như Quỳnh. Nhìn phúc hậu giống chị Như Quỳnh hả? Vâng, Như Quỳnh. Như Quỳnh ca sĩ hả? Vâng. Nhìn mặt điểm gì em không thích vậy? Điểm gì em không còn thích người bạn gái? Còn điểm không thích thì em không thích mà bạn gái mà có tính hay càm làm ấy. Ví dụ là mình mà đi đâu về mà vừa nhìn thấy mặt mà bây giờ anh đi đâu mấy giờ mới về kiểu kéo về cười tươi vui thì mình cảm giác thoải mái hơn. Đúng rồi, về cười tươi vui ôm hôn này kia chứ à? Về cái càm ràm khó chịu chứ. Đó, mình kẹt xe đi về thì đi làm 5 giờ chiều về thì 6 giờ về tới nhà thì người ta tươi vui, còn mà 12 giờ đêm về tới nhà mà kêu người ta tươi vui. Dạ. Mình cứ tươi vui để cho vào nhà đã rồi. Rồi, hay, bắt tay coi. Chứ bây giờ càm ràm thì người ta đi luôn thì sao ạ? Chính xác, em đã nói hộ nhiều người. Cứ cười tươi vui cho ta vào nhà đi. Vô nhà đóng cửa lại rồi quỳ gối sao đúng không? Mấy bà hay cái tật mới bước tới cửa là càm ràm đi đâu giờ thì mới về. Sao vậy này kia mệt. Để ta cười tươi vui ta vào nhà đi ha. Tắm rửa ăn cơm xong rồi ha, xong rồi ngủ tới sáng đi rồi hẳn càm còn ràm. Lâu á có vụ ngủ tới sáng đi nữa, đi 12 giờ đêm về ở ngoài luôn đi. Sao em nghe và những cái sở thích của bạn, cái mong muốn tìm kiếm bạn gái của bạn trai thì em cảm thấy như thế nào? Mình cảm thấy mình
được hội đủ được bao nhiêu phần trăm? Thì em nghĩ là khoảng thời gian này rất là ngắn, nhiều khi bạn trai, anh trai bên đó cũng không có thể hiện đúng cái suy nghĩ mà nói ra những cái lời nói chính xác hay chưa. Nên là em cũng chưa cái đánh giá được hết hoàn thiện thì khoảng cỡ 60%. Vậy là cũng một dấu hiệu đáng mừng rồi. Rồi vậy mẫu người bạn trai em cần tìm như thế nào? Dạ thì mẫu người bạn trai em cần tìm thì thực ra thì yêu cầu của em cũng đơn giản thôi, nhìn ngoại hình ổn là được, ví dụ như cao 1m65 trở lên là tối bên thiểu. Bên đây cao có 1m55 thôi, thông báo. Nặng thì cũng tối thiểu là 65kg. Rồi còn về tính cách của em á, thì tính cách mà em chọn người bạn trai đó là phải gọn gàng, tính cách thì phải trung thực trong tình yêu, tôn trọng bạn gái, yêu thương người bạn gái của mình, và đặc biệt là phải luôn luôn trấn an cho em lúc những lúc mà em có cảm giác mà buồn lo lắng một cái điều gì đó, đó. Coi như cái chỗ dựa tinh thần vững chắc. Dạ đúng rồi. Thì thực ra thì em thích một người đàn ông thông minh. Dạ. Còn về ngoại hình? Về ngoại hình thì sao? Ngoại hình mà để bắt mắt liền á, thì anh ấy mà ăn mặc phải chỉnh chu, sạch sẽ vậy thôi. Em hình dung ảnh đang mặc cái gì ở bển? Đoán ra chị qua chị coi thử coi. Em nghĩ là thì con trai thì có chỉ có quần jean hoặc quần tây, áo sơ mi hoặc áo thun hay đó. Đoán như không. Qua cái đó thì đoán một cái, qua cái đó thì đoán gì cũng như không. Tuổi tác em có quan trọng gì không? Dạ em thích người sinh năm 86. Em là sinh năm nhiêu? 91. 91. Dạ. Thích 86. Em 8 mấy? Em 86 luôn. Trời ngon lành. Trời ơi. 86. 91 là con gì? Dạ con dê. 86 là con gì? Cọp. Hồ. Cọp. Dê. Em chào chị. Sinh năm 86 luôn hả? Dạ vâng ạ. Trời ơi, em thích gái tuổi con gì? Em có coi tuổi dạ, gì? Dạ em thích con gái 90 đổ đi. Vậy là 91 là hợp rồi phải không? Vô được, đúng hợp không? Rồi. Cao dữ nha, tôi đứng, dạ. đứng lên coi coi coi. Cao nhiêu? Dạ em cứ mét 7. Cứ mét 7 mấy. 7 mấy tại vì chắc thiếu ăn chút phải không? Vâng. Có người nuôi đúng không? Ủa sao 7 mấy vậy em? Dạ, 7 à, 7 7 7 7 8 gì đấy. Nè, chân nó chút xíu à. Nhìn nó cao vậy thôi, ngồi xuống đi cưng được. Trời ơi xương không nhỏ. Ờ cấm sờ vào hiện vật. Đi có sức khỏe không? Có chứ. Công việc của em thì cũng có yêu cầu chút sức khỏe. Nhiều khi mình leo trèo lên container mình kiểm tra ấy. À, có leo trèo thì cũng khỏe ha. Vâng. À. Cũng có đá banh, đá bóng đồ. Bây giờ tập trung cái gọi là tập trung cái tình cảm, cái tâm vô chút xíu vào bạn gái. Dạ, chút xíu nha. Hiện tại thì gom hết tâm về một chỗ rồi, nha. Vâng. Rồi bạn nhà có hối thúc gì chưa? Dạ, nói chung thì hối thì hối cũng lâu rồi. Bây giờ mình lấy vợ về là mình ở đâu em? Hiện tại nếu mà ở container. Rồi hiện tại nếu mà hiện tại thì ở trong quận 9 này mà thuê phòng trọ, không thì nếu mà kế về lâu dài mà như nào đấy thì quay về nhà ngoài Hà Nội. À là coi như tương lai, trước mắt thì mình ở trong này. Đấy, còn tương lai thì chưa biết được, nghĩa là cái là thỏa thuận giữa hai bên. Nếu ổn định được thì ở vâng, đây, không được, được thì đi về Hà Nội. Dạ vâng ạ. Về Hà Nội là ở với ba mẹ. Dạ vâng. Ở tại Hà Nội luôn em hả? Vâng, ở Hà Nội luôn ạ. À. Ở quận nào? Em ở quận Hoàng Mai. Hoàng Mai. Em ở gần bến xe Giáp Bát, cách khoảng mấy trăm mét. Rồi. Bến xe Giáp Bát chắc anh biết. Biết. Em có tật xấu gì không? Dạ nãy em có nói rồi đấy. Làm biến hả? Dạ vâng. Nói chung là tật xấu gì nó cũng... Ở một mình mà hiện giờ đang ở nhà trọ. Vâng ạ. Mà làm biến chắc cái nhà trọ thành cái núi rộng quá ha. Dạ nói chung thì hơi bừa bộn tí. Con trai mà chuyện nó bình thường đúng không em? Dạ, nhưng mà nếu mà tương lai mình lập nghiệp ở trong này thì giờ em đã chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Dạ mình chuẩn bị tầm tầm đủ tiền cưới. Đủ tiền cưới vợ. Dạ. Tại vì mình cưới vợ về mình phải phấn đấu, ví dụ dạ. hai chồng ở nhà trọ được, khi mà có sinh con hơn cái mình cũng phải dạ. có một cái chỗ đấy. Ở cho nó ổn định. Dạ vâng. Đúng không? Vâng. Bao nhiêu lâu nữa thì đám cưới được? Nếu mà chuẩn bài thì hết năm nay sang năm sau là cưới được. Chuẩn bài á hả? Vâng. Có bài luôn hả? Vâng, phải có bài đó. Làm gì cũng phải có bài chứ. Ghê vậy. Rồi. Năm nay năm sau là được. Dạ, ủa vâng. có nhậu nhẹt hút thuốc gì không mà ốm vậy? Dạ không hút thuốc. Căn bản là em ăn thì hay kiểu sống của mình ăn uống rất thường lắm. Kiểu cơm hàng cháo chợ không ha, dạ, không có nấu vâng. cơm, nấu nước vâng. đúng không? Nhiều khi ăn bánh không ăn cơm. Trời đất, vậy sao có sức khỏe làm việc?
Thôi được rồi, tôi gán rồi, tôi kiếm cô này về để cô biết nấu ăn không biết chứ. Vâng. Làm dâu được không em? Thật ra đó thì em thích những người mà có ý chí tiến thủ và em muốn lập nghiệp ở Sài Gòn. Dạ. Còn chuyện làm dâu hay không á, thì em không quan trọng điều đó. Dạ. Nhưng mà chỉ sợ ngoài Hà Nội thôi. Xa Hà Nội ngon lắm, gọi anh Linh coi. Hỏi anh Linh kìa, anh qua kìa. Ôi, chào. Em chào anh Linh ạ. Em, anh lặng lẽ đứng ngắm nhìn bên đàn gái thế nào để anh thông báo cho đàn trai. Dạ. À, em ở Quảng Ngãi hả? Dạ em ở Quảng Ngãi. À. Của ngại ra Hà Nội. Đâu có gì ngại, Hà Nội giờ phát triển mạnh lắm em, thủ đô trái tim của Việt Nam mà. Nhưng mà em muốn biết được người đó là phải có chí thủ lập nghiệp ở trước giờ. Bây giờ phải có ý tưởng là lập nghiệp ở Sài Gòn đã, sau này tính sau. Người ta mới vô đây người ta làm ăn đó em. Dạ. Có ý chí đó. Dạ. Chứ nếu không có ý chí là ở ngoài kia rồi. Ha. Dạ. Thôi thấy cũng được đó. Dạ. Em nãy giờ nghe tiếng nói anh kia em cảm giác nó ấm áp gì không? Giọng trầm ấm. Em chưa gặp mặt khó hình dung. Nhưng mà hai người có hai người mà gặp nhau á thì sẽ hiểu được điều đó. Nhưng mình tin rằng á là cái tiếng sét nó quan trọng, nó cảm nhận duyên mà. Dạ. Mình gặp nãy em nói là phải lâu lâu mới hiểu đúng không? Dạ, đúng. Phải đâu, theo anh đó là tình yêu nó có cái riêng của nó, khi nhìn nhau chỉ cần một phút thôi mình đã hiểu rồi. Dạ em hy vọng điều đó. Hy vọng điều đó đúng không? Dạ. Anh đây thấy anh cũng phúc hậu, cũng dễ thương lắm. Dạ. Ha. Dạ. Còn có yêu cầu gì không? Yêu cầu gì đàn trai không? Ví dụ như là yêu cầu bạn nam đó là phải không có được làm biếng. Người ta là ưu điểm là làm biếng đó. Không sao chứ á. Nãy có người có động lực là người ta làm mà. Ai cũng vậy chứ, một mình thì thường làm biếng, nhưng có người động lực là người ta sẽ làm thôi. Dạ. Ha? Đừng có càm ràm không? Hay càm ràm không? Không, em rất là thoáng, tự tưởng em rất là thoáng, ít nói. Dạ. Được. Thôi. Ha. Dạ. Anh thấy cũng hợp lý đó. Chịu ảnh là về phải chăm ảnh đó nha. Ảnh hơi ốm chút. Trước không tiên ốm đâu. Về. Thấy vậy thôi chứ không ốm đâu, vậy khỏe lắm á. Trước tiên là bạn gái ảnh là về là dọn cái ổ của ảnh cũng mệt à, dọn 3 ngày 3 đêm mới sạch á. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ hôm nay em đi với anh họ. Rồi anh họ của em đâu rồi? Dạ chào anh. Chào anh. Alo. Xin chào chương trình. Thì tôi là anh họ của Diễm. Thì qua chương trình tôi thấy chương trình cũng rất là tinh tế khi chọn ra một cái cặp đôi cũng có nhiều, rất là nhiều tương đồng. Ngay cả Diễm ở Bình Dương nhưng thật ra là ở ngay quận 9 gần Suối Tiên thì thật ra là cũng rất là gần Bình Dương. Thì qua nhận xét thì tôi thấy anh bạn trai là rất là khá dễ thương, hiền hậu. Cảm ơn. Và cũng cũng gần với những cái gần với rất là tương đồng với bạn nữ. Còn về phía Diễm á, thì thật sự á, là từ nhỏ tới lớn là Diễm rất là dễ thương và chính trực. Thật sự thì Diễm rất là thật thà. Mà thật thà là làm nghề kế toán nữa, nên thật sự những người nào mà đã làm việc với Diễm là rất là tôn trọng cũng như là rất là thương Diễm. Ngoài ra thì Diễm có một chút rất là bản lĩnh và rất là cá tính. Thành ra là Diễm có thể là có một cái sự kén chọn nào đó. Nên là thông qua chương trình tôi cũng tin tưởng lần này hai bạn sẽ có một cái cơ hội và một cái cơ duyên để gặp nhau và tiến xa hơn nữa. Xin cảm ơn. À, cảm ơn anh. Còn Tuấn đi vai Tuấn. Dạ, em đi với bạn thân và bạn đồng nghiệp làm cùng công ty. Bạn thân. Dạ. Rồi, cha, bạn thân với em khác xa nhau. Trời giật vậy đó. Chào em. Em chào anh Cần Ninh và chị Cát Tường cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Duy, vừa là bạn thân vừa là đồng nghiệp của Tuấn ạ. Hai người chơi nhau bổ sung cho nhau được á. Vâng, nếu được thế thì tốt quá anh ạ. Em gái, anh xin đính chính một chút là Tuấn bạn anh ấy là vừa đây nó nói với em là trải qua 5-7 mối tình ấy, là từ thời điểm anh biết nói đến giờ ấy, là nếu mà nói là bạn gái thì có, chứ còn người yêu thì anh chưa thấy đâu. Đó, thế cho nên là cái mối tình mà như nó nói mà nó trải qua ấy, thì cái đấy thật sự nó không gọi là mối tình. Nó chỉ gọi là tìm hiểu nhau chút xíu thôi, chứ không phải là cái gì đấy nó đi vào sâu đậm rồi nọ kia em ạ. Dạ, cảm ơn. Rồi, em nhận còn thấy bạn anh thì nó có nhiều tài lẻ, nhưng cái là nó làm biếng làm, nó nhác làm. Đấy là nếu mà vừa nãy nó có nói ấy, là nó chưa có động lực để làm ấy, thì anh hy vọng em là động lực để cho nó làm những cái việc mà
nó đắn đo cứ làm hay không làm. Đó. Nếu mà sau cái chương trình này thì anh cũng mong rằng là hai người dành cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau kỹ hơn, bởi vì cái thời lượng chương trình nó cũng không quá nhiều. Đấy, anh xin hết. Cảm ơn anh trai. Rồi, bây giờ kéo màn lên nha. Các bạn bắt đầu có nhiêu phút để tìm hiểu nhau. Kéo màn lên. Mời Tuấn. Gặp mặt anh có tặng quà. Dạ, em gặp em. Cao ha, nuôi hơi cực. Đôi khi kéo màn lên thì anh nói chung là có nhìn em gần gũi những gì anh tưởng tượng, nhìn là khá dễ thương. Đấy dạ. Thì em chắc là cũng hiền lành, trầm tính. Dạ. Còn em thấy anh sau ấy chỉ tưởng tượng của em thế nào? Em thấy trước tiên là em nhìn sơ về ngoại hình đó là em thấy ổn, ăn mặc còn ăn sạch sẽ. À, không. Ổn là thích rồi không? À, như em là đang làm kế toán đúng không? Dạ và đúng rồi. Em bảo là Bình Dương mà như anh họ em nói là ở ngay Suối Tiên, tức là dạ. Ở ngay quận Thủ Đức đúng không? Dạ gần gần đó. À, anh đúng thì rồi. Anh làm ở ngay quận 9, ngay cầu Rạch Chiếc ấy, chắc là đi qua em gần nhé. Ok, ok anh. Đấy, nếu mà sau gia đình có thời gian thì nếu mà anh qua với em tìm hiểu thêm cà phê cà pháo chắc quá dễ. À, nếu mà em rảnh thì thường kế toán là chắc là trừ cuối tháng là em vẫn có thời gian rảnh vào buổi tối đúng không? Dạ. Không biết anh vào trong Sài Gòn được bao lâu ạ? À? Anh vào được hơn một năm, hơn gần một hai năm. Ồ. Anh muốn vào đây tìm kiếm cơ hội để lập nghiệp. Lúc trước là à. Anh... Hiện tại trước anh làm việc ở Hà Nội. Hà Nội. Nhưng mà cái môi trường thì anh thấy thích môi trường ở Sài Gòn hơn, anh từng có thời gian vào Sài Gòn trước đây rồi. Anh có định hướng gì cho tương lai? Anh định hướng tương lai thì mình sẽ vào đây, mình trước mắt mình hiện tại mới đang làm đây, sau tương lai mình sẽ cố gắng phát triển và cố gắng trụ lại và phát triển sự nghiệp ở đây. Yeah. Đấy, thì mình cũng tính nước sau mà trường hợp thất bại như nào đấy thì phải quay về. Yeah. Nhưng mà nói chung là đấy là phòng hờ thôi. Dạ, phòng hờ thôi đúng không? Là, vẫn còn đấy. Vẫn có chí hướng là lập rồi, nghiệp ở Sài Gòn đúng không? Mình chí hướng lập nghiệp ở Sài Gòn. Dạ, thì em xin hỏi anh tiếp này nhé. Là không biết là ví dụ như có một việc anh quyết định nó là như thế này nhưng mà người yêu hoặc là vợ anh có một quyết định khác thì lúc đó anh sẽ xử lý nó như nào? Lúc đó thì mình sẽ phải thảo luận. Bởi vì thường nếu mà anh quyết định thì thường anh thấy cái gì đúng thì mình quyết định. Nhưng mà nếu mà có người yêu có ý kiến khác ấy, thì mình sẽ thảo luận và tranh luận làm sao thì tìm ra cái phương án đúng nhất thì mình làm theo, chứ mình cũng không nhất thiết là mình sẽ làm luôn đúng. Ok, dù sao anh cũng có cho một chút là suy nghĩ lắng nghe lại. Nói không biết là anh có ấn tượng gì về em không nữa? Hiện tại nhìn em là khá là dễ thương, xinh xắn, ấn tượng và nói chuyện. Anh cảm giác là nói chuyện rất là gần gũi. Ok. Đấy thì... nói chung là anh là nói chung là có cảm giác thích rồi. Dạ. Nãy bạn trai của em giới thiệu em là dạ. Có rất nhiều tài lẻ mà em dạ, rất là vâng. Làm biến làm. Bây giờ em làm xiên chút xíu đi, tập trung vô cái tâm vô. Dạ, có cái tài lẻ gì biểu diễn cho cổ coi một cái hát đi. Tài lẻ của ấy đi. Ừ. Hát thì rồi, em hát một bài. Chưa có bao nhiêu ngày tháng mong đợi, con tim anh luôn mơ về em hình bóng. Không hát á, hát cái chung hơi đọc. Dạ, em tài lẻ nhưng mà em hát dở. À. Dạ vâng. Nhưng đây là em hát cái bài này là em chế ra thì em hát. À rồi, hát rồi. Lại. Đúng rồi, em đọc. Chưa qua bao nhiêu ngày tháng mong đợi, con tim này luôn khát khao mơ về hình bóng của người con gái mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Em xinh đẹp như nàng tiên giang trần, khẽ đến bên anh cùng với nụ cười tỏa sáng. Làm lu mờ đi tất cả những gì anh có, người ơi xin lắng nghe lời con tim anh muốn nói. Người ơi xin cho anh một cơ hội để anh chứng minh cho tình anh luôn yêu em thật chân thành, dù cho thế giới có đổi thay. Cùng tay anh đi chung một con đường, mình xây đắp tương lai ngày mai. Anh nguyện yêu mãi em trọn đời. Ủa, bài này là ở đâu vậy? Dạ. Này là em chế thôi. À cái bài em tự tự sáng tác luôn đó hả? Không quá. Em chế thôi, em chế nhạc chế của nước ngoài, chế nhạc nước ngoài. Phong cách Sơn Tùng MTP. Quá dữ. Vâng. Rất là có duyên ha. Lúc đầu anh cố gắng nghe nhưng mà sao đó cái lời ý rất nghĩa. Là ý nghĩa. À ý nghĩa mà có duyên đấy. Nói hay. Ừ. À,
Không, hát hay. Em cảm nhận thấy sao? Em cảm nhận thì thấy lạ. Hay á, cái lời hay lắm á. Dạ, cái lời thì hơi nhỏ. Cái câu cuối cùng, em đọc cái câu cuối cùng lớn à. Anh nguyện luôn mãi yêu em trọn đời. Câu kết, câu kết. Mai mốt á, là phải về học là tình em xứ Quảng. À, anh về thăm xứ Quảng ha, thăm người dạ, em phố hội này kia. Bạn trai này á là ở mình quen rồi, hay đi chơi đêm lắm đúng không em? Đi hơi muộn thôi chứ không đêm ấy. Đi 12 giờ đêm 1 giờ sáng mới về. Rồi giờ em xử lý sao, em xử lý đi. Thí dụ anh đi 12 giờ đêm về đó. Bởi bước vô nè, bước vô nhà. Dạ. Thật ra thì em không hiểu được, nhiều người cũng đi chơi khuya về, nhưng mà ví dụ sau này họ có một cái gì vợ hoặc người yêu gì đó, sẽ người ta sẽ thay đổi lại cái cách thay đổi rồi. Nhưng bây giờ giả dụ nè, anh thử nè, anh đi 12 giờ đêm về, anh hứa em 7 giờ mà giờ 12 giờ đêm về đó, bước vô cửa nè, giả sử lấy nhau rồi đó, em sẽ nói gì với anh? Em không nói gì hết, và em để mọi việc đó sáng giải quyết. Không nói như cái mặt sao? Mặt của người không. Em không ngó mặt luôn, em chỉ mở cửa xong đi vô. Trời ơi, vậy nó còn ghê hơn, không còn nó hơi ghê hơn nói nữa. Em nghĩ gì sao mà em đòi em hẹn người ta 7 giờ, vợ ngồi dọn mâm cơm lên, em đi tới 12 giờ đêm về. Em thì em sẽ về chứ, em không hẹn, không có chuyện em hẹn mà em không về đấy. Bình thường không cần hẹn, đi làm tới giờ là phải về ăn cơm cho vợ nấu. Vâng, nên đường là 7 giờ, giờ trễ xe, kẹt xe 5 giờ, dữ lắm là 7 giờ về tới nhà. Vâng. 12 giờ về bước vô mà muốn người ta mở cửa, anh mới về. Muốn vậy hả? Không, nè, mở cửa. Đi làm ta công việc có nhiều, có đủ thứ sao? Trời ơi, cái đấy còn hơn là nói nữa. Hồi nãy em nói em im lặng không? Mở cửa đó mà. Vô là mệt lắm. Vô đầu tiên mở cửa cái đó, anh mới về, anh đi về cũng hơi trễ đó nha. Ví dụ chốt, vậy đúng không em? Sao rồi chốt cửa làm gì làm thôi. Sao em? Nhưng mà nói thế thôi, ví dụ là bây giờ mình không có gì gọi là được. Không, đây là một cái ví dụ minh họa thôi, nhưng mà em không biết là cái trường hợp mà thực tế là có đi về mùa không biết. Thực tế thì không như thế, bởi một hai lần thì có thể tha thứ, em là rất là bao dung tha thứ mà. Nhưng mà nhiều lần thì em không thể chấp nhận được. Thì đi mười trễ một hai lần 12 giờ thôi. Vâng. Còn bao nhiêu một giờ hết cho anh. Vâng. Còn bây giờ đó, nếu mà em cứ vậy hoài là cô chỉ mở cửa ra. Không. Đi luôn đi anh. Đó, chỉ là làm vậy đó. Trời ơi, hàng chi. Ê, thì giờ phải kể túi. Thôi được rồi, bao nhiêu đó thôi. Hai bạn bây giờ thấy cách nói chuyện hai bạn cũng chững chạc đấy. Rất là dễ thương. Cô gái rất là nghiêm túc và rất chững chạc. Bây giờ mình sẽ cảm nhận rằng nãy giờ mình đang suy nghĩ điều gì ha? Dạ. Mình nói với nhau nghe đi. Mỗi người nói với nhau một câu thôi, thật nghiêm túc rồi chúng ta quyết định. Mời bạn. Anh thì rất mong thì tương lai anh sẽ được gần em, sẽ trở thành em nhiều hơn nữa. Anh sẽ làm gì để em có thể tin tưởng anh? Làm nội dung sẽ thể hiện tất cả những tài lẻ đấy, sẽ cho em biết. Cái gì tài lẻ anh chị? Để người ta thấy mình đáng tin cậy. Tất cả những quan trọng là làm sao được tin thôi. Tập trung nha, tập trung. Vâng. Rồi bạn gái. Còn đối với em thì em nghĩ thời gian trên này thì cũng không đủ để mình hiểu nhau. Thì cũng muốn thì nếu anh nói vậy thì em cũng hiểu ý. Không phải vấn đề á. Không nè, cái này không có làm theo ý người khác nha. Không có chiều ý người không khác. Chịu ý. Vì đây là quyết định của mình, bao nhiêu người đang chứng kiến, hiểu không? Dạ. Trong người mình như thế nào mình quyết định như vậy, chứ không có chiều ý. Thật ra em cũng không chiều đâu. Đúng rồi. Em cảm nhận trái tim mình nó có đập mạnh hơn hay không? Cảm giác như thế nào, nó có khác thường hay không? Hay là nó bất thường? Ha? Mình phải kiểm tra lại hết tất cả mọi thứ chứ. Cái này dù khi mình không thích làm nhưng mình ép mình làm là không được. Không, cái này là khác mà. Em cảm giác ảnh thế nào? Nói thật đi. Hiền. Có vẻ là dễ chịu. Vậy thôi hả? Thì nhiên thì có chút một chút gì đó nó sao động gì chưa? Chút sao động trong lòng, hồi hộp. Vậy là được rồi. Đó, mình kiểm tra được tất cả mọi thứ. Bởi quyết định rất là quan trọng bạn nha. Rồi, hai người quyết định đi, suy nghĩ đi. Đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha.
hãy nhắm mắt lại kiểm tra vừa qua mình nói chuyện với nhau, mình trao đổi với nhau, có thể nói chuyện vui, có thể này kia, nhưng kiểm tra lại xem có một chút xao động, một chút rung động gì chưa. Thử xem đối tượng có thể là người để mình tin tưởng, dựa dẫm và đi với nhau một đoạn đường dài hay không. Quyết định thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ở đây tới 2 là bạn trai đã bấm rồi. Có vẻ nôn nao đúng không? Nó nhìn tay rồi đó. Thấy nhìn tay luôn rồi đó. Bấm thôi mà nhìn tay liền. Nhìn tay chi vậy? Hả? À? Nắm, bây giờ nắm được luôn thì nắm. Nắm được luôn, nắm hả? Nôn nao quá rồi hả? Đó, cứ đưa tới đưa lui hoài, nắm đi. Cảm giác sao? Hả? Ấm. Cảm giác yên bình. Cảm giác yên bình. Cảm giác yên bình. Là được, cái yên bình rất là quan trọng nha. Bạn gái bây giờ thử cảm giác sao? Có một chút khác lạ so với lúc phải nắm tay phải khác chứ. Bây giờ hung cái hung đầu đời cái coi. Không, em hung rồi mà. Em hung. Hung rồi hả? Ý là trước giờ em đã từng có nụ hôn rồi chứ không phải hung đầu đời. Bây giờ hung, hung ngày hôm nay để nhớ cái ngày hôm nay. Rất là quan trọng nào. Dạ không. Tại sợ vậy? Không, em xin phép là không có xin phép gì, em nhấn nút rồi em ta hung à. Không. 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 Anh kia anh lẹ lắm, vô là anh nhìn ta anh nắm liền. Không, hung cái này thầy giữ giữ. Tôn trọng ý kiến. Có, đúng rồi, có gì. Có gì. Có một không gian khác thì lúc đó thì em sẽ tìm hiểu. Không, lên đây hung à. Không. Tình hiểu tay quá trời luôn à. Không hung em đứng tới chiều luôn á. Không, 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 nó. Không, thầy giữ. Em rất là kỹ thuật trong việc đóng thôi, không có gì. Sao sao? Ý là em hai ngày trước đám đông á chị. Dạ. Hai đứa đứng sát sát vô chiếu lấn chị quá, chị ra khỏi khung hình luôn á.